đại biểu, quý vị khán giả cùng toàn thể quý vị khách quý đang đến với talk show lần thứ 5 trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng với chủ đề Tình tiền và cảm xúc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sau 4 lần tổ chức talk show cực kỳ thành công trước đó, lần 1 và lần 2 với cùng một chủ đề là người đi qua sóng gió, lần thứ 3 với chủ đề con đường hạnh phúc và lần thứ 4 gần đây nhất cũng là dịp kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng vào ngày 8 tháng 6 năm 2019 vừa rồi với chủ đề Vì tôi hiểu. Và ngày hôm nay CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng ta tiếp tục tổ chức talk show lần thứ 5 trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng với chủ đề Tình tiền và cảm xúc. Đó chính là lý do cho cuộc gặp gỡ và trò chuyện của tất cả chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, về dự talk show lần thứ 5 trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng với chủ đề Tình tiền và cảm xúc, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía công ty cổ phần Đại Nam, xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Đại Nam. Giới thiệu, tôi tên là Huỳnh Tân, hiện tại công việc của tôi là bình luận viên truyền hình của trường đua Đại Nam. Và ngày hôm nay trong khán phòng này thì tôi sẽ không giữ cương vị là một bình luận viên, càng không giữ cương vị là một MC, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ không có một kịch bản nào, một quy trình nào phải tuân theo cả. Tất cả những chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay đều là sự tự do của cảm xúc cũng như của chính trải nghiệm của diễn giả dành tặng cho tất cả chúng ta. Và tôi xin được gọi mình ngày hôm nay là một người dẫn chuyện hay là gọi là một người chèo thuyền. Bởi vì nếu ví căn phòng của chúng ta là một chiếc thuyền và đi đến bến bờ của hạnh phúc, thì có một điều mà chúng tôi muốn quý vị trước khi lên thuyền cần phải làm để cho cảm xúc của chúng ta được trọn vẹn và để cho diễn giả của chúng ta không bị ngắt đi những cảm xúc của mình cũng như các bạn có thể tận hưởng được những chia sẻ chân thật nhất, thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tắt chuông điện thoại của mình và chuyển sang chế độ rung. Bởi vì chỉ cần một tiếng chuông reng lên, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến một mạch cảm xúc đang rất đẹp của diễn giả hoặc có thể là của chính chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thuyền trưởng của chúng ta sẽ là một nữ doanh nhân nói về phụ nữ, và khác với những chủ đề trước đó, không chỉ còn là những câu chuyện, những trải nghiệm của chính người phụ nữ này mà có thể mở rộng hơn đối tượng tham dự, đối tượng nghe và thậm chí là vấn đề rộng hơn ngoài xã hội. Và đó chính là chủ đề Tình tiền và cảm xúc ngày hôm nay. Thưa quý vị, để nói về phụ nữ thì một mình tôi chắc chắn sẽ không thể nào đủ độ sâu sắc và đủ độ cảm xúc để có thể chạm đến cảm xúc của quý vị. Cho nên tôi sẽ chọn thêm một người chèo thuyền chung với mình ngày hôm nay để cùng tôi đưa quý vị đến bến bờ của cảm xúc, để hiểu được tình tiền và cảm xúc là như thế nào. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một người phụ nữ chắc chắn không phải là người đẹp nhất ngày hôm nay. Bởi vì người đẹp nhất ngày hôm nay bắt buộc phải là diễn giả chính, chúng tôi không được phép đẹp nhất nha quý vị. Cái thứ hai, nói về tài năng thì đây đang là một trong những người tạo được thiện cảm rất nhiều đối với những khán giả đang mến mộ dự án talk show của CEO Nguyễn Phương Hằng. Còn xét về giọng nói thì đây là một giọng nói đủ cảm xúc, đủ độ trải nghiệm và đủ độ quyến rũ để có thể chạm vào cảm xúc của diễn giả cũng như giúp cho tất cả các bạn có những câu hỏi hoàn hảo nhất. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lên trên đây MC nữ sẽ sánh bước cùng với tôi, nữ MC Kim Linh. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên thì cho phép Kim Linh xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị khách quý đã có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Và phải nói rằng là Kim Linh rất là may mắn khi tiếp tục đồng hành cùng talk show lần 5 của CEO Nguyễn Phương Hằng, Tình tiền và cảm xúc. Kính thưa quý vị, khi nói về phụ nữ, chúng ta có cả một chiều dài lịch sử để kể và một chiều sâu vô tận của ngôn ngữ để viết về họ. Phụ nữ khi xét về khía cạnh tự nhiên vẫn là một cá thể nhạy cảm, vẫn chịu sự tác động khách quan của thế giới xung quanh, sự khắc nghiệt của điều kiện sống, sự chuyển đoán khó lường của lịch sử và sự tôn vinh hay vùi dập của những bản chất xã hội và những vùng văn hóa khác nhau. Nhưng khi xét về khía cạnh tự nhiên thì phụ nữ ngay từ những ngày đầu tiên của lịch sử thì họ đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình. Đó chính là một nửa của thế giới, thưa quý vị. Và thưa quý vị, theo dòng chảy của thời gian thì những chuẩn mực đánh giá cũng đã dần thay đổi. Phụ nữ ở thế kỷ 21 đã có nhiều đổi khác so với thời xưa, từ chuyện chủ động chăm sóc vẻ bề ngoài của mình, chăm sóc sức khỏe cho đến cung cách ứng xử, quan niệm về vị thế trong xã hội. Và thật tuyệt vời khi hiện tại chúng ta đã có những người phụ nữ biết rất rõ họ là ai và họ xứng đáng được đứng ở vị trí nào trong xã hội. Nếu bạn chỉ có sắc đẹp thì rất có thể bạn chỉ có một người đàn ông yêu sắc đẹp đó. Và thưa quý vị, ở thế kỷ 21 đã có hàng triệu người phụ nữ không chỉ đẹp mà họ còn thành công trong các lĩnh vực kinh tế, thời trang, thể thao, thậm chí là chính trị. Họ đã vượt qua được những rào cản quan niệm xã hội, họ bứt phá ra khỏi bản thân mình và họ thành công ngoài sức tưởng tượng của những người khác. Và thưa quý vị, không dừng lại ở đó, họ còn kết nối với nhau, chia sẻ với nhau để tăng theo cấp số nhân những phụ nữ thành công, và chính sự thành công của họ là thước đo cho vẻ đẹp trường tồn vĩnh cửu từ sâu bên trong. Thưa quý vị, đã có rất nhiều câu nói nổi tiếng trên thế giới của những người phụ nữ quyết định chọn
làm người truyền động lực cho phụ nữ, ví dụ như là Coco Chanel là người sáng lập thương hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới đã nói rằng phụ nữ nếu buồn thì họ chỉ cần tô son và tiếp tục chiến đấu. Như vậy vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ nha quý vị, đó chính là sắc đẹp. Và Zlatan đã nói rằng cuộc đời áp đặt lên phụ nữ những điều mà bản thân họ không thể kiểm soát, nhưng họ có thể chọn cách để vượt qua chúng. Và có lẽ một người phụ nữ mà rất nhiều người trong số chúng ta biết được đó chính là phu nhân của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bà đã có một phát ngôn rằng không có bất kỳ một giới hạn nào cho thành công của người phụ nữ, kể cả trong chính trị hay là trong những lĩnh vực khác. Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Barack Obama từng dành rất nhiều lời cảm ơn ngọt ngào đến người vợ của mình, người mà ông ấy cho rằng nếu không có bà ấy thì cuộc sống của ông không phải là cuộc sống của ông chủ Nhà Trắng. Ông sẽ cô đơn trong chính sự tài giỏi, trong chính quyền lực của mình. Và thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà nãy giờ chúng tôi lại nhắc đến những người phụ nữ nổi tiếng, bởi vì diễn giả chính của chúng ta ngày hôm nay là người hội tụ rất đầy đủ những yếu tố để trở thành một diễn giả. Thưa quý vị, nếu như những ai đã từng tiếp xúc và đã từng gặp gỡ, thì đây là một người phụ nữ tập hợp của một giọng hát, một tố chất nghệ sĩ, tự do và phóng khoáng, là người có gu thời trang hoàn hảo và luôn xuất hiện tạo sự khác biệt giữa đám đông, cũng như mãi mãi trẻ trung với chất riêng của mình. Và đặc biệt, đây cũng là người phụ nữ từng vượt qua sóng gió, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho phu quân của mình, và sẵn sàng đứng về phía phụ nữ, sẵn sàng chia sẻ để truyền cảm hứng và giúp phụ nữ bứt phá ra khỏi giới hạn của họ. Thưa quý vị, tôi xin vinh dự được phép giới thiệu diễn giả chính của buổi talk show ngày hôm nay, phu nhân của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, sau thành công của 4 talk show được tổ chức trước đó, thì hôm nay CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ tiếp tục tổ chức talk show lần thứ 5 với chủ đề không thể nóng hơn và không thể thú vị hơn, đó là tình, tiền và cảm xúc. Thưa quý vị, CEO Nguyễn Phương Hằng tổ chức talk show một cách khác biệt. Chính bà làm đạo diễn, chính bà làm trực tiếp, làm tổng chỉ đạo ở nhiều khâu, từ chủ đề, nội dung, thiết kế cho đến quy trình vận hành, mà không cần bất kỳ một cố vấn hay một ekip nào đại diện hỗ trợ, cũng không theo bất kỳ một mô típ định sẵn nào. Và thưa quý vị, bản thân làm diễn giả chính của ngày hôm nay, để có thể tự tin ngồi trên ghế nóng và chia sẻ với quý vị, chắc chắn không thể nào thiếu đi sự hiện diện của một người cũng quan trọng không kém, đó chính là người chồng, người bạn đời, người tri kỷ và cũng là người cộng sự đắc lực của bà trong tất cả những sự kiện lớn nhỏ, đó chính là doanh nhân Huỳnh Uy Dũng. Và trước khi mời diễn giả chính của chúng ta tiến lên ghế nóng để tiếp thêm động lực và thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong việc chia sẻ của diễn giả, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Uy Dũng tiến lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời. Trò chuyện của bà xã tôi là Nguyễn Phương Hằng ngày hôm nay, mà bà xã chọn một cái tựa đề rất là hấp dẫn, đó là tình, tiền và cảm xúc. Phải nói trong mọi chúng ta sanh ra trên cõi đời này, bắt đầu lúc chúng ta bắt đầu có ý thức thì cái tâm tham nó xuất hiện, tham danh nè, tham tình nè, tham tiền nè, tham phúc nè, tham đủ, nói chung là tất cả là xuất phát từ chữ tham. Và cái tình thì kể cả tình và tiền, hai cái thứ có thể làm cho cả thế giới này đảo lộn, xuất phát từ chiến tranh, bao nhiêu cuộc đẫm máu xảy ra cũng từ có thể tình và tiền. Xuyên suốt cái quá trình lịch sử của dân tộc ta cũng có, và của trên thế giới cũng có. Đây là một cái đề tài phải nói là tôi thì không được bàn bạc nhiều. Nghe bà xã nói lại là em chọn cái tựa đề tình tiền, chính hai cái thứ nó tạo cho nhiều cảm xúc nhất. Thì vợ chồng tôi đến với nhau cũng có thể là cũng đã từng chịu nhiều hàm quan, đặc biệt là vợ tôi cũng liên quan đến tình và tiền. Tại vì hai cái vấn đề này rất là nhạy cảm, nó dễ bị ngộ nhận. Và xã hội chúng ta thì trên thế gian này, cả cái xã hội không, họ không có bổn phận để nói tốt về mình trong mọi chúng ta. Nên chúng ta biết rằng một điều, cái tính đố kỵ trong mọi con người nó thường xảy ra. Nếu mà đố kỵ để cầu thị thì rất tốt, nhưng mà đố kỵ mang tính chất ghen tị. Chị em dâu mà mặc cái áo đẹp hơn thì cũng thấy có khi cũng khó chịu rồi. Và vợ chồng tôi với đến với nhau 13 năm. Phải nói bà xã tôi thường nói cái câu mà tôi cũng không có tranh cãi,
mà tôi nghe dân dẫn là nói rất nhiều lần là phụ nữ là cái bộ cái rốn của vũ trụ, đúng không? Kinh, nghe kinh. Mà đã nói tới vũ trụ thì chúng ta là đàn ông thì chúng ta là cái người giống như một nhà khoa học luôn đi khám phá và khai thác vũ trụ để xem. Chúng ta ngay cả các nhà khoa học trên thế giới hơn 5.000 năm chưa khám phá ra, chưa chắc được 1/1 triệu những bí mật của vũ trụ. Nên người phụ nữ thì riêng vợ tôi thì có những cái đặc điểm là chúng tôi đến với nhau đầu tiên hết là bằng cái tình. Tình thì nhiều thứ, tình bạn bè, tình yêu, và trong cái tình đó nó chan chứa một sự tôn trọng. Và hai vợ chồng gặp nhau ở một điểm rất quan trọng, đó là đứng trên một cái nền tảng của sự thánh thiện. Chính cái thánh thiện nó giúp cho vợ chồng tôi và nó giúp cho kể cả bản thân tôi nhìn ra cái chân lý của tình yêu của vợ chồng, của nam nữ là có thật. Và đứng trên cái góc độ sự thánh thiện thì đối với bạn bè cũng vậy, thì đối xử với nhau cũng rất là chân tình. Kể cả vợ tôi thì về sống với tôi thì anh em công ty cổ phần Đại Nam thì cũng hơn cả 1.000 người. Rồi bản thân tôi, chung quanh bạn bè tôi, cái điều rất quan trọng đó là luôn chơi với bạn cũng vậy, sống trong cơ quan cũng vậy, trong công ty cũng vậy, và ngoài xã hội cũng vậy, luôn nhịn. Nhịn ở đây không phải là nhục, nhịn ở đây không phải là mình dở, mà vì mình thánh thiện nên nhịn để mong cầu cho người khác sửa đổi. Đó là vì thánh thiện. Và chính cái sự thánh thiện đồng thời lại có sự kín đáo. Và kể cả đến giờ này có những cái mình là đàn ông và tôi cũng không biết hết về vợ mình. Nói thật sự, tại vì có những cái là bà xã kín đáo, kín đáo thật sự trong sự xử sự, kín đáo trong gia đình, nhưng mà đối với bạn bè, đối với chồng, với con là một sự chân tình, luôn luôn chia sẻ. Và chính cái ngày những cái cuộc trò chuyện của bà xã tôi tổ chức cũng nhằm chia sẻ cái trải nghiệm của cuộc đời mình để chia sẻ cho bạn bè, cho mọi người có thể rút ra được 1 chữ, 2 chữ, 5 chữ, 10 chữ hay là 1 câu để có thể là góp phần để làm sao cho gia đình mình hạnh phúc hơn, gắn bó kể cả từ cái gia đình đến ngoài xã hội bạn bè gắn bó hơn. Và một điều tôi cũng luôn, tánh tôi thì chắc anh em ở đây cũng biết, trong công ty cũng biết, khó tính. Nhưng mà đặc biệt cái khó tính của tôi là tôi khó ngay cả với chính bản thân mình. Nên nhiều lúc á, cũng làm cho vợ mình khó chịu. Tại vì nó quá chuẩn mực, mà chuẩn mực nó quá cái mức cần thiết. Nhưng mà có một cái điều rất quan trọng là cũng trên một cái góc độ, đứng trên một cái nền tảng của sự thánh thiện. Nên tụi tôi á, luôn luôn tìm ra một cái chân lý để giải quyết kể cả vấn đề tranh cãi. Vì cái góc độ mà đứng á, từ cái góc tròn đó, đó nên giải quyết được hết mọi vấn đề. Và bà xã tôi luôn là một người cầu thị, chơi với bạn bè cũng vậy, mong bạn bè bớt khổ, trong cho gia đình của bạn bè được hạnh phúc, trong cho con cháu của bạn bè được học hành và gia đình đó được trọn vẹn. Và luôn luôn hai vợ chồng tôi hạnh phúc nhất là lúc phát hiện ra một sự thánh thiện bộc lộ của vợ tôi, là bắt đầu nảy nở ra lớn nhất là vào năm 2014. Vợ tôi một đêm ngồi thỏ thẻ với tôi: anh ơi, thôi bây giờ đã đến lúc mình chia sẻ cho đời. Vợ chồng mình thì cái gì cũng có rồi đó. Và con mình thì tuy nó còn nhỏ nhưng mà để cùng nhau để trang bị cho nó một cái hành trang để bước vào đời, đó là thành lập cái quỹ từ thiện Hằng Hữu và dành hết toàn bộ 100% lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam để đi cứu các cháu, coi nó như các cháu như con của chính mình, để chia sẻ với những cái mảnh đời bất hạnh đã nghèo mà gặp
sinh ra trong một gia đình nghèo mà bị tim bẩm sinh. Và thời gian gần nữa là bà xã tôi tình cờ phát hiện ra một cái bệnh còn khó trị hơn bệnh tim nữa, đó là ung thủy não. Các cái cháu mà bị cái đầu thật là to thì những cái gia đình khi có con á, lại đưa vào á, để trong cô nhi viện, trong những cái trại mồ côi, vào trong đó thấy rất là thương tâm và rất là sốt sắng. Khi thành lập ra được cái quỹ từ thiện thì trang bị thêm vật chất cho các bệnh viện, và cũng cùng với một cái đội ngũ anh em thì làm trong bao nhiêu năm qua thì rất là tốt. Chính từ dẫn dắt từ cái tình, và trong khi có tiền thì vợ chồng thường thường người ta nói phú quý thì dễ sanh ra nhiều, có tiền dễ sanh tật. Nhưng mà vợ chồng tôi khi đã đạt được cái sự thành công là không có chiếm hữu mà chia sẻ lại cho đời. Cái giá trị lớn nhất mà khi mà tôi rung động và nước mắt tôi rơi là lúc bà xã tôi đề nghị tôi thành lập quỹ từ thiện. Và thôi, chúng ta dành hết những cái thành quả được của trong lao động, trong quá trình cực khổ nhiều năm của anh, bây giờ đã đến cái giai đoạn là mình đã qua hết khổ, thì thôi mình chia cái thành quả đó lại cho những người khổ hơn mình. Và cứ dẫn dắt mãi đến giờ này đã thành công và làm được và duy trì được cái quỹ. Và cũng báo cáo với các anh chị là đã ký được với 4 cái bệnh viện: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Và cách đây hơn tháng thì cũng ký tiếp được với một bệnh viện rất là đẹp, trang thiết bị đầy đủ, rất là lớn và có thể gọi là lớn nhất của nước Việt Nam chúng ta từ ngày giải phóng tới nay xây được. Đó là Bệnh viện Nhi của thành phố Hồ Chí Minh, rất là thuận lợi, nằm ở Bình Chánh nên tiện lợi cho đồng bào của miền Tây khi đưa con lên chữa bệnh. Và bệnh viện của tại Nhi của thành phố Hồ Chí Minh, tôi dám khẳng định rằng không thua kém các cái bệnh viện nằm trong khu vực, kể cả bệnh viện Elizabeth của Singapore, về từ trang thiết bị đến đầy đủ, đến coi như là nơi mà để cho bệnh nhân nằm vô trong đó, nó vừa giống như một cái trường học và giống như một cái nơi vui chơi của trẻ em đó, bệnh nhi. Và vợ chồng tôi, bà xã tôi khi đến xong là đặt vấn đề và đã, bà xã thì đã ký là thêm một bệnh viện nữa là 4 bệnh viện. Và mọi sự chia sẻ đó, và tôi thì từ nhỏ, từ lúc tôi còn ở công an, ở đây có anh Út, anh bé đâu biết, cũng đã dành dụm lúc mới 20 mấy tuổi, vào những năm 80 mấy là đất nước còn khó khăn, tôi đã dành dụm tiền tôi đi xây trường học và giúp đời rồi. Nên vợ chồng tôi đến với nhau gặp cùng trên một nền tảng của sự thánh thiện, nên hình như đó là một cái sự bùng phát. Và nhiều lúc có những cái chính cái khó tính, cái khô khan của tôi nhiều lúc cũng làm cho vợ tôi nhiều lúc cũng bực mình, cũng nhiều lúc mình có lúc vợ xin lỗi mình, có lúc mình xin lỗi vợ. Nhưng mà cái cuối cùng tôi khẳng định một điều, tôi may mắn có được một bà xã đứng nhìn với một cái góc nhìn của tình, của tiền. Cái cảm xúc của tình và của tiền là một cái cảm xúc rất khó để nhìn nhận ra làm sao vấn đề cho đúng. Nhưng mà nhìn với một cái góc nhìn hoàn toàn giống như tôi nhìn, nên vợ chồng chung tay nhau sẽ cái mình có chuyển từ cái tình, là đứng trên một cái sự chung nhau, trên sự thánh thiện, thì biến cái tình đó thành cái tình chung, cái tình chia sẻ, tình chồm sớm, tình xã hội, tình người, để cùng chia sẻ với đời. Nên là rất cảm ơn em đã góp ý cho anh thành lập ra được cái quỹ từ thiện Hạng Hữu. Anh đã từng có ý định lâu rồi, nhưng mà nó vào cái thời điểm nào cho đúng, thì vào thời điểm năm 2014 thì thời điểm cũng rất là chuẩn để hình thành này. Và quỹ hoạt động hoàn toàn bằng tiền lợi nhuận của công ty làm ra và không đi vận động của xã hội. Và có bao nhiêu mình làm bao nhiêu, dành hết 100 lợi nhuận, 100 lợi nhuận, năm nào lợi nhuận nhiều thì mình làm nhiều, năm nào lợi nhuận ít thì mình làm ít. Nhưng mà hình như làm được những điều thánh thiện thì mọi điều nó đến với mình luôn luôn tốt đẹp, vì mình không có đặt cái vấn đề đang lao động sản xuất bằng cái tâm tham của mình. Nếu có cái tham vọng đó, là tham vọng cũng để phục vụ cho cộng đồng chứ không phải phục vụ cho mình. Nên là
phải nói là một cái điều là hôm nay anh hoàn toàn ủng hộ em chọn cái đề tài tình tiền để chia sẻ lại cho bạn bè, cho các bạn. Và cũng cảm ơn em trong đã góp ý với anh trên một cái nền tảng hoàn toàn có sự thanh tịnh. Và còn mọi chuyện có những lúc không vui với bạn bè, không vui người này người kia, thì tôi cũng nói với bạn bè nhiều lúc là bà xã tôi luôn luôn nhịn, chơi với bạn cũng nhịn. Nhịn ở đây là luôn cầu thị, tôi cũng vậy, để mong cho bạn mình, người thân của mình, người quen của mình, để có cơ hội để sửa đổi. Cái nhịn đó là cái nhịn của sự thanh tiện. Thì chúc cho em vui vẻ và chia sẻ cái câu chuyện tình tiền và cái cảm xúc đó, trong suốt đó, cả một quá trình của sự trải nghiệm của chính mình cho bạn bè. Biết đâu ở đây, ngồi ở đây cũng có nhiều người cũng đã trải nghiệm, nhưng mà trải nghiệm để thoát ra như thế nào, để chúng ta đứng một cái góc nhìn khác, ta nhìn vào cái cảm xúc đó như thế nào đó, đó thì thôi không có gì hơn. Chúc sức khỏe của tất cả quý vị và chia sẻ với bà xã, và chúc bà xã thành công. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của ông Huỳnh Uy Dũng dành cho người vợ của mình. Một tràng pháo tay cho nụ hôn vừa rồi, đúng không ạ? Và thưa quý vị, không chỉ đến ngày hôm nay chúng ta mới biết được chủ đề là tình tiền và cảm xúc. Trước đó trên báo Giao thông thì CEO Nguyễn Phương Hằng đã có một bài phỏng vấn, một bài chia sẻ rất sâu sắc về chủ đề này. Đó chính là tình tiền và những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, đối với những người chưa được có cơ hội tiếp xúc với bài báo này thì ngày hôm nay chúng ta đang hiện diện trong một cái không gian đủ ấm cúng và cũng đủ lắng động để CEO Nguyễn Phương Hằng một lần nữa cũng sẽ nói về tình tiền và cảm xúc, nhưng với một mức độ lớn hơn, sâu sắc hơn và đa dạng cảm xúc hơn, để chính mỗi người trong số chúng ta sẽ chọn cho mình một cái phương sách hoặc một điểm nhìn, một khía cạnh nào đó để chúng ta đúng với tình và tiền và chọn cho mình một cuộc sống để chạm đến hạnh phúc. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến lên ghế nóng CEO Nguyễn Phương Hằng diễn. Xin chào tất cả quý vị khách quý, bạn bè thân mến và nhân viên của công ty cổ phần Đại Nam. Hằng thật sự là rất là xúc động, lẫn một chút lo lắng vì chủ đề này nó khá là nóng. Nhưng mà Hằng nghĩ rằng là Hằng không phải là một chuyên gia, cũng không phải là một nhà tâm lý, nhưng mà với ba mươi mấy năm trải nghiệm của cuộc đời, Hằng rút kết ra được rất là nhiều để mà có thể tự tin chia sẻ với tất cả quý vị. Bởi trong cuộc đời thì ai cũng có một lần để sống, và cuộc đời thật là ngắn ngủi, chỉ có mấy mươi năm thôi, cho nên là phải sống làm sao, sống như thế nào để mình thấy mình được bình yên. Trước nhất là bình yên cho bản thân mình và bình yên cho những người xung quanh. Đó là cái chủ đề tình tiền và cảm xúc Hằng muốn mang đến cho tất cả quý vị ạ. Và thưa quý vị, may mắn là ngày hôm nay tôi không phải là một MC duy nhất, mà có một bạn nữ đang ngồi kế bên. Và có lẽ để khơi gợi được cảm xúc thì nữ với nữ với nhau sẽ dễ dàng hơn, cho nên tôi sẽ dành tặng câu hỏi đầu tiên lại cho Kim Linh. Xin mời Kim Linh. Thưa bà, tất sau lần năm này bà đã lựa chọn một chủ đề không thể nào mà nóng hơn được nữa. Thì chắc hẳn chính bản thân bà cũng đã chuẩn bị cho mình một cái tâm thế sẵn sàng chia sẻ, cũng như là phải đối diện với những vấn đề nhạy cảm của chính mình cũng như là trong xã hội. Và trước khi đi sâu vào những câu chuyện rất là hấp dẫn của chủ đề này, cho phép tôi được hỏi một câu cơ bản nhất trong mỗi lần talk show, đó là bà quan niệm như thế nào về tình tiền và cảm xúc, và lý do vì sao mà bà chọn chủ đề này ạ? Quý vị ơi, tình tiền là mầm mống của tội lỗi, là mầm mống của khổ đau. Đó là những gì mà Hằng đã nhận thấy được. Bởi vì trong cuộc sống, tình rất quan trọng mà tiền còn quan trọng hơn nữa. Và Hằng đã trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc về tình và tiền. Hằng ví dụ như cuộc đời của chúng ta giống như là một bản nhạc, có vô số nốt nhạc. Nó réo rắt mình, nó du dương, trầm bổng, khi lên cao lúc xuống thấp. Cuộc đời chúng ta như một bản nhạc với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Có những khi có một cái tới một cái đoạn đó mà mình không thể vượt qua được thì mình gục ngã xuống. Và nếu mình vượt qua được thì mình sẽ thấy cái bản nhạc vô cùng thú vị.
Hằng xin ví von cái cuộc đời mình như một bản nhạc. Vì và cái bản nhạc đó như thế nào thì Hằng sẽ dẫn dắt cho quý vị đi sâu hơn để hiểu tại sao Hằng ví von cuộc đời mình như một bản nhạc. Mà hôm nay cái chủ đề mà tình tiền và cảm xúc thì Hằng sẽ nói về mặt tích cực và mặt tiêu cực của chữ tình và chữ tiền. Và cảm xúc là một trong những cái mà nó khiến cho mình sống điên đảo hoặc là sống bình thản, mình phải khống chế nó và mình phải biết uyển chuyển cái cảm xúc của mình làm sao cho nó phù hợp để mình còn có thể tồn tại, sống an vui. Trong cuộc đời thì ai cũng có những góc khuất bí mật và ai cũng có những nỗi đau khổ riêng. Có điều là có dám tìm ra giải pháp để giải thoát hay không, đó là một trong những vấn đề. Có những cái câu chuyện nó rất là bình thường đối với một người có đầy đủ trải nghiệm, nhưng mà nó rất là cay đắng, đau đớn, quằn quại với một người chưa từng trải. Cho nên do cái cảm xúc của mỗi người nhận được, nhìn được và tiếp nhận được, thì một trong những vấn đề mà Hằng muốn đưa đến với tất cả chị em phụ nữ là mình phải biết làm sao để mình sống cuộc đời mấy mươi năm cho nó có ý nghĩa, và tự phải biết thương bản thân mình, phải yêu lấy chính mình để vượt qua mọi cảm xúc của cuộc sống. Đó là một trong những cái mà Hằng đã trải nghiệm thực sự. Và từ từ Hằng sẽ đưa quý vị đi sâu hơn nữa tại sao cái chủ đề tình tiền và cảm xúc nó gây ra chính bản thân Hằng là những người mà vượt qua các cung bậc cảm xúc. Hằng là một người đi qua sóng gió và luôn luôn từ trong tâm bão đi ra, chưa bao giờ cuộc đời được bình yên thanh thản. Hồi nãy quý vị có nghe anh Dũng nói rằng là Hằng kín đáo lắm không? Thật sự Hằng kín đáo chứ. Cho đến giờ này mà mười mấy năm ở trong công ty, thậm chí là cũng chưa ai hiểu được Hằng. Và cứ thấy Hằng mỗi ngày mỗi khác đi, nhưng mà cái điểm đến thì không có. Chỉ có thấy Hằng đi càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, mà đi với một cái tâm thế rất là tốt, luôn hướng thiện và luôn mong muốn cho tất cả mọi người xung quanh được sống bình yên, bình an và hạnh phúc. Và anh Dũng có nói là Hằng nhẫn nhịn. Đúng, Hằng là một người biết nhịn. Nhịn chứ không phải là nhục. Một người phụ nữ có tiền, có tài, có sắc, Hằng có tất cả những gì lợi thế của người phụ nữ, Hằng biết hết, biết rất rõ về bản thân mình. Nhưng cái điều đó không có làm cho Hằng cao ngạo và cũng không làm cho Hằng trở thành một người phụ nữ hư hỏng. Bởi vì Hằng luôn hướng thiện, kín đáo, nhịn nhục để cho mọi người được tốt hơn. Bằng chứng là qua mười mấy năm ở Đại Nam này, nhân viên cũng không hiểu Hà hiểu hết được những cái gì về Hằng. Và kể cả anh Dũng cũng từng nói là anh Dũng không thể hiểu hết Hằng. Đó là gì? Đó là bí mật, là góc khuất riêng của chính Nguyễn Phương Hằng, thưa quý vị. Và thưa quý vị, đó chính là lý do mà CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng tôi chọn chủ đề tình tiền và cảm xúc, với hy vọng tất cả quý vị sau buổi talk show ngày hôm nay sẽ có cho riêng mình những nhìn nhận về tình tiền và cảm xúc để chúng ta chạm được vào cảm xúc của chính bản thân mình và kiểm soát cảm xúc. Dạ vâng ạ, sau 4 lần tổ chức talk show thành công thì ngày hôm nay cảm giác của bà là gì khi mà tự bản thân mình là người tổ chức đồng thời là diễn giả chính của talk show lần năm này ạ? Quý vị biết, tiền là phương tiện cứu cánh của người hiểu biết, nhưng là mục tiêu của một người kém hiểu biết. Cho nên Hằng đã trả lời phỏng vấn một cái bài là tiền gây cho mình nhiều cảm xúc lắm. Ở trong cuộc sống không ai mà không giá chạm tiền. Có những đồng tiền mang cho mình rất nhiều hạnh phúc, hân hoan khi một ai đó hay là mình làm tốt một công việc đó, mình được thưởng, mình nhận đồng tiền rất là hạnh phúc, mình hân hoan, mình tự hào. Nhưng có những đồng tiền khiến cho mình cay đắng lắm. Rất cay đắng, mình cầm đồng tiền đó, mình tủi thân, mình cay đắng. Và thậm chí là có một chút mỉa mai. Nhưng đôi khi hoàn cảnh, mình buộc phải nhận cái đồng tiền đó. Gọi là đồng tiền của máu với nước mắt. Còn có những cái đồng tiền nó làm cho mình hạnh phúc, mình hân hoan, mình tự hào, mình có thể bay nhảy tung tăng. Nhưng có những đồng tiền cầm xong rồi đau đớn vô cùng. Thật sự đó là một trong những cảm xúc của đồng tiền, mặt trái và mặt phải của đồng tiền. Và tiền không phải là mục tiêu mà là phương tiện dành cho những người hiểu biết. Bởi vì chúng ta sinh ra không ai mang theo tiền cả. Tiền nó chỉ có giá trị khi mình sử dụng. Và ai cũng phải cần tiền để sống. Nhưng mà để đạt được một đồng tiền mà sống được thanh thản, sống được yên ổn lại là một vấn đề nữa. Bởi vậy không biết bao nhiêu tội lỗi, mầm mống tội lỗi cũng chữ tình tiền mà ra.
vì đạt được đồng tiền bất chấp sang bằng tình thân, sang bằng tất cả để đạt đến đồng tiền. Rồi khi mà đạt được rồi thì có thanh thản sống hay không, đó là một vấn đề nữa. Cho nên Hằng nói may mắn cho Hằng là Hằng cũng đã đạt được cái đồng tiền. Nhưng mà khi đạt được rồi, lên tới đỉnh cao của cuộc sống rồi, Hằng mới nghĩ là thì ra cuộc đời này là một trò chơi trí tuệ. Có trí có tuệ thì mình sẽ cầm ở đồng tiền đó, mình thấy hạnh phúc, mình thấy nó viên mãn. Còn mình đạt bằng mọi thứ vì tiền mà nó không phải của mình thì thật sự ra mà nói mình có thể lừa dối thiên hạ, nhưng mình không thể lừa dối bản thân mình được. Vì đồng tiền thật sự nó gây cho mình nhiều cảm xúc lắm. Tiền của người ta mà đem thành tiền của mình là một câu chuyện, mà tiền của mình mà đem cho thiên hạ lại là một câu chuyện nữa. Cho nên Hằng đã đề nghị với anh Dũng là khi cuộc sống nó cũng cơ bản là ổn rồi thì Hằng nói với anh Dũng rằng là mang hết cho xã hội đi. Không có lý do gì mình phải giữ hết. Cứ chơi sòng phẳng với cuộc đời này đi, buông tay nhắm mắt là coi như khi mình đi lên, mình hai bàn tay trắng mình đi về cũng như không. Thì cuộc đời này nó là một trò chơi trí tuệ nếu như mình hiểu ra. Cho nên đừng có vì tiền mà bất chấp tất cả, bản thân mình, những người xung quanh mình sẽ khốn đốn, khốn khổ và hệ lụy vô cùng. Và riêng cái bản thân mình, nhất là chị em phụ nữ, tiền rất là quan trọng, là phương tiện cứu cánh, rất là cứu cánh với chị em phụ nữ. Nhưng không bất chấp vì tiền, mình rẻ rúng ra, mình tầm thường ra, rồi hình ảnh của mình trong mắt chồng mình, trong gia đình mình, con cái, những người xung quanh mình không lấy lại được. Cho nên mười mấy năm lê lết bên đời anh Dũng, bao nhiêu khổ đau, nhưng mà để tìm ra một cái thị phi nào, một cái vết nào để mà nói về Nguyễn Phương Hằng thì lại tìm không ra. Cho nên cuộc đời nhiều khi nó cũng có buồn cười. Nói tới Nguyễn Phương Hằng thì kẻ khen thì cũng nhiều, mà người ghen thì cũng không ít đó. Nhưng mà đó là trong một trong những cái mà người ta có quyền. Cho nên là Hằng sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng tình và tiền là mầm mống của tội lỗi, thật sự đó quý vị. Chẳng hạn như Hằng nói, có những con người cả một đời không tìm thấy một mảnh tình dắt dai, không tìm được, cô đơn. Và có những người họ khô khan đến không có một mối tình. Nhưng mà có những con người chỉ số cảm xúc rất cao, họ lãng mạn đa tình ghê gớm lắm. Họ như là ông là bướm, họ có thể yêu bất cứ một cái hoàn cảnh nào mà họ cảm thấy vừa lòng. Nhưng mà chính những con người đó họ cô đơn ghê gớm lắm. Nếu mà quý vị mà lỡ lấy nhầm một người vợ hay một người chồng mà có cái tính trăng hoa thì thật sự ra cái bản thân người trăng hoa đó họ khổ lắm chứ không phải họ vui sướng đâu. Chỉ số cảm xúc họ quá nhiều. Họ yêu cái đẹp, họ thích cái đẹp, họ thích chinh phục. Nhưng có người chinh phục để yêu thương, nhưng có những người chinh phục để đạt lấy cái mục tiêu, sau đó buông bỏ. Đó, họ xem cuộc đời như một trò chơi. Cho nên là cái chữ tình nó réo rắt con người ta ghê lắm. Nó giống như dí như một cái bản nhạc tình ca, nhiều cung bậc cảm xúc lắm. Có ai đã từng thất tình? Nhiều chứ. Có ai đã từng đau khổ không? Cũng chữ tình. Cái chữ tình nó khiến cho người ta đảo điên, sống không được, chết cũng không xong. Đó, cho nên là Hằng thì chưa bao giờ thất tình. Chắc có lẽ là cũng may mắn. Nhưng mà Hằng hiểu được qua bạn bè, qua nhiều người thân, sống không đơn giản với chữ tình đâu. Nó gây cho mình nhiều cảm xúc lắm. Nhiều khi một câu nói cũng làm cho mình buồn, một câu khen vu vơ cũng làm cho mình vui. Mà nhất là chị em phụ nữ yêu bằng lỗ tai, thích nghe, sung sướng lắm. Còn đàn ông thì cái chữ tình đối với đàn ông nó mênh mang lắm. Thật sự quý vị, có những cái đàn ông họ lãng mạn, họ du dương, họ trăng hoa kinh khủng lắm. Một đời trăng hoa, một đời lãng mạn, và cả một cuộc đời họ không có điểm dừng. Họ cứ mãi lang thang đi tìm, không biết đâu là bến, đâu là bờ, đâu là người phụ nữ của đời mình. Vì bản thân họ mang chỉ số rất cao, mang cái chỉ số cảm xúc rất cao. Họ có thể là yêu có đó cặp mắt đẹp, cái môi cười đẹp, hay một mái tóc dài, hay một làn da trắng. Chỉ một cái nét đó thôi là anh ta đứng ngồi không yên rồi. Đó là một trong những người đàn ông mà quá nhiều cảm xúc. Họ đa tình, họ lãng mạn. Quý vị biết là tất cả những người mà sáng tác nhạc đó, họ có một tâm hồn nghệ sĩ kinh khủng lắm. Và đặc biệt đó, họ uống rượu vô họ sáng tác nhạc rất hay. Nhưng khi bình thường thì viết một chữ không ra, nặng một chữ không ra. Nhưng mà uống rượu vô rồi thì tâm hồn họ lang thang khắp cùng. Và họ đã sáng tác ra những bài hát rất hay, bất hủ.
Nhưng mà khi tỉnh rồi bản thân họ không nghĩ rằng họ đã sáng tác những bài hát hay như vậy. Thì đó là gì? Đó là những cảm xúc du dương trong cuộc sống. Hằng đang nói về một cái phía là cảm xúc về cái chung, tất cảnh sinh tình. Đi đến một nơi nào thấy một cảnh đẹp, có thể là sáng tác một bài thơ, lập tức có nghe một bản nhạc. Nhưng có người cả đời khô khan, không có lấy một mối tình, không có lấy một chút tình, không trai gái trong yêu đương. Và bản thân họ không cảm thấy thú vị với cái chuyện tình. Họ cảm thấy cái chuyện đó nó bình thường quá, mà sao có nhiều người lại sống đảo điên vì chỉ số cảm xúc họ quá cao. Nhưng mà nếu chúng ta không kiểm soát được, chúng ta gây ra nhiều hệ lụy lắm. Quý vị biết ông Hằng là một người có tâm hồn nghệ sĩ. Hằng có thể nghe một bản nhạc thật là buồn, tự nhiên một ngày tâm trạng rất là buồn, nhưng mà có thể nghe một bản nhạc vui cả ngày, cũng rất là feeling rất là nhanh, cũng là một trong những người chỉ số cảm xúc rất là cao. Quý vị biết ông Hằng cũng đào hoa lắm. À, anh Dũng ngồi đây Hằng vẫn nói mà. Hằng đào hoa lắm quý vị. Quý vị thấy Hằng đẹp không? Nhưng mà phải biết điều tiết, phải biết khống chế và phải nói là tiết chế bản thân mình. Cho nên là con người ai cũng có những cảm xúc thật sự. Ai cũng có những lúc ngoài chồng ngoài vợ, đó là thật đó quý vị. Có điều là có nói hay không thôi, có dám nhìn nhận sự thật hay không thôi. Nhiều khi nói không, tôi chỉ yêu vợ tôi thôi, cái đó là chẳng qua là tự an ủi mình. Tôi chỉ yêu chồng tôi thôi, cũng chưa phải đâu. Có những khi mà cảm xúc đi hoang, có những khi mà chạm phải một cái gì đó cũng có thấy thích thú, cũng thấy tê tái, phải không? Nhưng mà rồi mình phải tự hiểu được giá trị của mình, nhân phẩm của mình, vị trí sống của mình ở đâu. Mình phải quay về đúng vị trí đó. Gọi là mình phải tự sắp xếp được để mà mình không có đi quá cái giới hạn đó. Chứ con người ai cũng rất nhiều cảm xúc. Và thật sự ra ai cũng có những góc khuất bí mật. Mà có nhiều người sống nghĩ rằng là mình sẽ để bụng chết mình đem theo, ôm theo những cái bí mật đó suốt đời. Nhất là phụ nữ hay có những cái bí mật về tình ái, tình yêu, hay là những cái mối tình mà nó không tốt đẹp, cứ ôm ấp mang theo và nghĩ rằng là sẽ mang theo mãi mãi, không giải thoát. Nhưng với Hằng á, thì Hằng chỉ chia sẻ với chị em phụ nữ á. Không biết là Hằng nói cái này ra thì Hằng có phải là một người phụ nữ quá mạnh mẽ hay không. Hằng là một người phụ nữ luôn biết đoạn tuyệt với những cái gì nó không thuộc về mình. Đoạn tuyệt ngay, phải dứt khoát, không chơi một cuộc chơi mất thời gian. Khi mà tôi với anh không có phù hợp rồi, đoạn tuyệt liền, cắt đứt mọi quan hệ, không dây dưa qua lại, không nhắn tin, không điện thoại, và thậm chí không muốn nghe, gọi là xóa số gạch tên và lãng quên tất cả. Không dây dưa, mất thời gian. Và khi cánh cửa này đóng lại thì lập tức sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cho nên chị em phụ nữ có một cái á, là hay luyến ái với tình cũ, hay qua lại du dương, sống một đằng nhớ một nẻo. Dứt khoát đi. Khi phải biết dứt khoát, phải biết buông bỏ tất cả những cái gì không thuộc về mình và phải rời đi, thì phải biết dứt khoát. Kể cả trong công việc cũng vậy, trong mối quan hệ cũng vậy. Phải biết dứt khoát, phải biết đoạn tuyệt. Và chính Hằng đây là một trong những con người mà khi tha thiết thì kinh khủng lắm, nhưng mà khi đoạn tuyệt rồi thì là cũng dứt khoát nhanh lắm. Cho nên Hằng bao giờ cũng đón bình minh ngày mai hết. Chưa bao giờ Hằng nghĩ rằng Hằng bế tắc. Và Hằng chưa bao giờ Hằng nghĩ rằng Hằng không còn đường đi. Đó là cái này Hằng nói riêng về bản thân Hằng nha quý vị. Mà nhất là chị em phụ nữ, phải biết đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt với những cái gì không hay, không đẹp nữa. Dứt khoát hẳn một lần để cho tâm hồn mình nó thanh thản, đỡ rai rứt, đỡ đau đớn và đỡ phiền lụy tới người khác. Đó là tính khí của Hằng. Cho nên quý vị thấy không, bây giờ Hằng gần 50 tuổi rồi, nhưng Hằng vẫn rất bản lĩnh, tự tin về bản thân mình. Và bao giờ Hằng cũng không sợ ngày mai là ngày tồi tệ nhất. Có thể là một ngày tồi tệ, phải một đời tồi tệ. Cho nên Hằng chỉ sợ nhất là ai đó tốt với mình, tử tế với mình thì mình khó quên lắm. Cho nên chị em phụ nữ hay có một cái là dễ bị gọi là dướng mắt. Khi mà tình cảm nó đã không tốt đẹp rồi, cứ phải đau khổ dây dưa. Không nên. Theo Hằng thì không nên, không phải là mình vô tình, nhưng mà nó không tốt đẹp thì mình phải nên dứt khoát. Đó là một trong những cái mà Hằng thật sự Hằng đã cắt bỏ, thật sự luôn, để Hằng có ngày mai tốt hơn. Đó là một trong những cái bí quyết mà Hằng có thể đón bình minh bất cứ lúc nào. Thật đó quý vị.
Và thưa quý vị, nãy giờ thì từ đầu chương trình thì chúng ta cũng đã khởi động sơ sơ với một hai câu hỏi về cảm xúc, về tình và tiền. Và xin nhắc lại đến quý vị là hiện tại chương trình talk show của chúng ta với sự tham gia của hơn 500 khách mời ở phòng hội nghị Vạn Xuân 1 và đang trực tiếp trên phòng hội nghị Vạn Xuân 2, Vạn Xuân 3 cũng như khán đài VIP của trường Đùi Đại Nam. Bên cạnh đó còn nhận được sự theo dõi của hàng ngàn khán giả trên fanpage của CEO Nguyễn Phương Hằng, fanpage của Đại Nam, trên YouTube của Đại Nam cũng như là trên kênh fanpage Con Người Bình Định. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã hứa với quý vị là ngày hôm nay tất cả những cảm xúc của chúng ta đều là thực, bởi vì Nguyễn Phương Hằng đang hiện diện trên sân khấu bằng những trải nghiệm thực. Cho nên chúng ta sẽ không ngại đối diện với bất kỳ một câu hỏi nào, và ngày hôm nay tôi sẽ hâm nóng bầu không khí bằng một câu hỏi tiếp theo. Đó chính là một nhận định của một khán giả: từ sau khi talk show lần thứ nhất Người Đi Qua Sóng Gió tạo được một hiệu ứng rất là lớn, thì trong đó cũng có một nhận định rằng, như lời của CEO Nguyễn Phương Hằng đã khẳng định trên sân khấu, đó chính là bản thân bà Hằng là một người đàn bà học vấn ít, chỉ học đến lớp 11 và phải dừng lại, thì làm sao đủ vốn kiến thức, đủ trình độ và đủ bản lĩnh để mà làm diễn giả truyền động lực cho ai? Và bà suy nghĩ như thế nào về lời nhận xét này? Vốn sống của Hằng là từ những khổ đau, thật sự. Từ những khổ đau, những trải nghiệm mà Hằng rút ra được. Hằng học rất là ít. Quý vị thấy Hằng học, Hằng nói thật là Hằng học lớp 11 là đã lấy chồng rồi, không có cơ hội để học nữa. Nhưng cái vốn Hằng có được là vốn sống trải nghiệm của cuộc đời. Hằng ra đời Hằng hòa nhập rất nhanh, nhưng đặc biệt không hòa tan. Ở đâu cũng sống được, bỏ chỗ nào cũng hòa nhập được hết. Từ mâm trên mâm dưới, thượng vàng hạ cám gì Hằng đều có thể hòa nhập được hết, nhưng không hòa tan. Hằng chỉ rút ra những cái vốn sống quý báu để sống cho bản thân mình và những người xung quanh mình. Đó là vốn sống từ xã hội và từ bản thân Hằng rút được kinh nghiệm để mà sống và làm những điều tốt đẹp nhất có thể cho công ty cổ phần Đại Nam. Và là một cái người luôn chắp cánh cho anh Dũng bay thật xa, thật cao để anh Dũng thực hiện được những ước mơ trong cuộc đời của anh Quỳnh Huy Dũng. Và thưa quý vị, như CEO Nguyễn Phương Hằng nói thì tất cả những trải nghiệm đều là thực và là giá trị thực để chia sẻ với mọi người. Thì không biết là trong số tất cả những trải nghiệm đó thì CEO Nguyễn Phương Hằng có thể chia sẻ một trải nghiệm nào đó mà khiến cho mình cảm xúc dâng trào đến nỗi mà đến hiện tại bây giờ nó chính là nguồn cơn của mọi khổ đau mà khiến mình quyết định chia sẻ với mọi người trong quá khứ của mình? Quá khứ thì nó hơi xa, nhưng mà có một cái suy nghĩ này thì Hằng cũng chia sẻ thật với quý vị. Có lẽ là Hằng là cái người mà kín đáo và chịu đựng rất là sâu lắm. Nhưng người phụ nữ bình thường thì chắc không vượt qua nổi đâu. Vừa rồi thì Hằng có làm cái talk show là chương trình Người Đi Qua Sóng Gió. Thì Hằng đã được gần 130.000 lượt xem. Thì bình luận thì cũng khoảng 110 mấy cái bình luận thôi. Nhưng mà đa số là bình luận khen. Nhưng mà có một cái lời khen này chắc Hằng cũng phải chia sẻ với quý vị. Có một lời khen này nghe nó mỉa mai lắm quý vị. Bà Nguyễn Phương Hằng là bà một người phụ nữ rất giỏi. Giỏi lắm mới giật được chồng người khác. Khen như thế. Hằng chột dạ chứ quý vị. Nhưng mà Hằng nói thật lòng, cái lời nói đó rất là kém. Vì anh Dũng không phải là món quà hay món đồ để mà giật. Không thể đâu quý vị. Cô nói có lẽ là cô chưa trải nghiệm và cô chưa hiểu biết cái cuộc đời này nó sóng gió, nó đảo điên tới mức nào. Cho nên là cái lời nói của cô khiến cho Hằng phải suy nghĩ và phải nói trước quý vị rằng duyên nợ và phận đã đưa Hằng đến Đại Nam. Không phải món quà để mà Hằng giật. Anh Dũng không phải món quà. Mà quý vị có biết không? Hằng khổ đau như thế nào? Mười mấy năm lên lớp, máu dưới nước mắt Hằng đổ xuống Đại Nam này, để ngày hôm nay gần 3.000 trái tim được cứu sống. Thật sự đó quý vị. Hằng nhịn rất giỏi, nuốt rất sâu, nhưng không có nghĩa là Hằng không đau đớn. Cho nên Hằng nói, đừng bao giờ mà đi kết tội người khác khi mình không phải là người trong cuộc. Và mình chưa gặp phải những biến cố trong cuộc đời thì mình đừng có đánh giá người khác. Tổn thương ghê gớm lắm. Mà hiện nay quý vị biết xã hội bây giờ xu hướng bày đàn. Cứ hễ mà một cái comment mà vô chửi người ta thì thôi xúm nhau chửi. Không biết lý do gì. Chửi bày, chửi đàn, chửi cho khiến người ta chết lên, chết xuống. Nhưng nếu ai mà không có bản lĩnh sống, ai mà không có lòng tự trọng, hay là ai mà thì sẽ không sống nổi dư luận. Hiện nay là cái đạo đức của xã hội bây giờ nó thuộc về bầy đàn. Kinh khủng lắm. Mà đó là một trong những cái nhức nhối khiến cho cái người trong cuộc á,
họ đảo điên lắm. Bản thân họ đã gặp biến cố, họ đã quá khổ rồi, mà vùi dập thêm người ta nữa thì chắc chắn là người ta sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng mà những người mạnh mẽ như Hằng còn vượt qua được, còn những người họ yếu đuối, họ không đủ sức, họ sẽ gục xuống. Và những cái câu nói vô tình hay cố tình, hay là những cái câu nói nghĩa là cố tình sát thương người khác là một trong những cái tội lỗi rất tàn nhẫn. Cho nên Hằng rất là cố gắng không bao giờ làm tổn thương người khác, cố gắng nuốt hết ai làm gì. Hằng nhịn hay lắm, nhưng không có nghĩa là Hằng không đau khổ. Đau khổ lắm đó quý vị. Ở khi nhịn xong quay lưng đi rớt nước mắt liền, nhưng không phản ứng. Đó là Nguyễn Phương Hằng. Mười mấy năm gặp không biết bao nhiêu sóng gió, không biết bao nhiêu thị phi, thậm chí là không biết bao nhiêu tin nhắn. Nhưng có ai hiểu được rằng Hằng khổ đau tới mức nào không? Nhưng mà hôm nay Hằng tự hào là vì sao? Với những cái khổ đau đó mà để có một ngày hôm nay cứu sống được gần 3.000 trái tim thì cũng hạnh phúc, cũng xứng đáng. Thôi thì không sao. Nhưng mà những mà chị em mà lâm vô hoàn cảnh Hằng chắc không sống nổi đâu. Thật sự mấy anh chị em không thể. Thị phi nó tàn nhẫn lắm, rất tàn nhẫn. Họ vô tâm, vô tình, phải nói luôn. Và tôi nói thật quý vị, Hằng nói thật, trong cuộc sống vợ chồng sống với nhau có được hạnh phúc là điều may mắn. Còn có những cái thật sự quý vị, đừng có nghĩ rằng là chồng mình phản bội mình là đau khổ, chưa đâu. Có những cái nó đau khổ hơn cái sự phản bội, đó là sự tàn nhẫn, vô tâm, vô can, vô cảm và sát thương vợ. Đó là bạo hành tinh thần, nó ghê gớm hơn cả sự phản bội nữa. Đau đớn nhức nhối lắm. Nếu mà chị em phụ nữ mà không đủ tỉnh táo, không đủ bản lĩnh sống thì sẽ không vượt qua, chắc chắn là sẽ ly hôn. Hoặc là mấy chị em sẽ gục xuống đó, hoặc là mấy em chị em trở thành một công cụ của cuộc sống hôn nhân. Có những cuộc hôn nhân tàn nhẫn lắm, không phải đùa đâu. Nó đau đớn như là chưa từng luôn. Nó giết dần giết mòn người ta, tàn sát tâm hồn người khác. Nó còn cái sự bạo hành nó còn hơn cái sự phản bội nữa, không phải không đâu. Cho nên đừng để cho chồng mình xem rẻ mình và trở thành công cụ. Cái tình yêu thương của mình nó là vô bờ bến. Trời sanh phụ nữ ra là có một cái tình thương và cái lòng hy sinh rất là cao cả. Nhưng đừng biến mình thành công cụ, và đừng biến mình thành gọi là một cái gì đó để cho người ta bạo hành mình, thì nó còn tàn nhẫn hơn cả sự phản bội nữa. Phản bội chứ ăn thua, chứ ăn thua gì. Cho nên phụ nữ phải mạnh mẽ, bình tĩnh sống và không hối hả. Quý vị biết ông Hằng đã trải qua 30 mấy năm, bao nhiêu sóng gió cuộc đời, nhưng đặc biệt chưa bao giờ bỏ chạy. Cái gì đến nhận hết, đón hết, ngửa mặt ra đón hết, đến coi. Hằng muốn biết tận cùng của cái khổ đau nó là cái gì. Quý vị có biết không, Hằng có những cái ngày tháng đen tối cô kinh khủng lắm. Hằng nghĩ mà Hằng lìa bỏ cuộc đời này là chắc Hằng hạnh phúc lắm. Nhưng mà nó chỉ là một ngày chứ phải một đời tồi tệ. Cho nên là thật sự trong cuộc sống Hằng chưa bao giờ hối hả, luôn bình tĩnh, bình tâm. Cái gì đến đón cái đó, cái gì đi mình tiễn. Cái gì đi mình tiễn, cái gì đến mình đón. Nó thuộc về mình thì mình trân quý, nó không thuộc về mình thì coi như mình không đủ duyên. Cho nên Hằng có một cái khác biệt người khác là rất sợ người khác tốt với mình. Cái người tử tế khiến mình nhớ lâu lắm. Còn cái kiểu mà xử sự theo mà đời thường á thì không khiến Hằng nhớ đâu. Và chắc chắn Hằng nghĩ chị em phụ nữ nào cũng vậy hết. Ai cũng muốn được yêu thương, ai cũng muốn cần một bờ vai để nương tựa. Có nhiều khi mình khổ đến không có một bờ vai để khóc, cô đơn đến không biết nói với ai, vì ai hiểu mình đâu. Và đặc biệt là không biết ăn mài tình cảm người khác. Cho nên Hằng nỗ lực kinh khủng lắm. Phải nói rằng là cuộc sống nó thật là tàn nhẫn. Và với cái xã hội bây giờ nó còn điên đảo nữa. Với một cái người nổi tiếng hay với một cái người mà làm việc thiện á, thì họ nghi ngờ ghê lắm. Nhiều khi mình tốt quá họ nghi mình ủ mưu gì đây, âm mưu gì đây, lên kế hoạch gì đây. Khó lắm, làm người tử tế khó lắm. Kể cả làm người tốt cũng rất khó nữa quý vị. Cho nên Hằng chỉ muốn nói với tất cả những chị phụ nữ á, hãy bình tâm sống, bình tĩnh sống. Cái gì nó đến mình đón hết, cái gì nó không thuộc về mình tiễn nó đi. Có những thứ mình cần phải rời xa, vì cuộc đời mình ngắn ngủi lắm, mình phải biết đoạn tuyệt với những cái gì nó không thuộc về mình, không dây dưa.
Tôi thấy có những cặp vợ chồng gây hết năm này tới năm kia, thậm chí đánh nhau, hành hạ nhau, xé nát đời nhau ra, làm cho thiên hạ cười lên cười xuống, cũng không bỏ nhau được, đau đớn nhức nhối. Thằng chia sẻ thật sự đó quý vị, cho nên cảm xúc trong cuộc sống á, nó quan trọng lắm. Cần gì ngoài tình yêu thương, sự trân trọng? Đó là một trong những cái phụ nữ chúng tôi rất là cần. Cần những người đàn ông yêu thương, cần một người chồng biết trân quý mình, yêu thương mình và hiểu được cái giá trị hy sinh cống hiến của mình. Phải không chị em phụ nữ? Có đúng vậy không? Đồng tình không? Và thưa quý vị, không phải người phụ nữ nào cũng có đủ bản lĩnh để có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Như là CEO Nguyễn Phương Hằng trên đây có một câu nói, không biết quý vị có quen hay không, đó là với tính cách chiếm hữu của người đàn ông thì người đàn ông họ luôn muốn mình là người đầu tiên của người phụ nữ. Và với tính cách ôn hòa, chịu đựng của người phụ nữ thì họ chỉ mong ước là mình là người cuối cùng của người đàn ông đó. Vì vậy, mỗi khi mà những cuộc ly hôn diễn ra, những đổ vỡ xảy ra thì người đàn ông họ có ngay những mục tiêu mới, như là công việc, sự nghiệp hoặc đồng nghiệp, hoặc chỉ cần một vài ly bia, một vài ly rượu. Nhưng phụ nữ thì không, họ sống không phải lý trí như đàn ông và họ sống bằng cảm xúc. Vì vậy, họ cứ giữ cho mình một vết thương lòng và khép mình với tất cả mọi người xung quanh. Kể cả khi trong sự cô đơn ấy, họ gặp rất nhiều người đàn ông, ví dụ những người đang độc thân, những người chung một cảnh ngộ ly hôn, hoặc có những người vợ đã mất, hoặc có những người chỉ làm bạn đời và muốn người phụ nữ sinh cho mình một người con. Họ gặp rất nhiều những dạng đàn ông nhưng họ vẫn không thể mở lòng với ai hết. Như vậy thì không biết là cô không, có thể chia sẻ là như thế này nè quý vị, đã nói rồi nói cho sòng phẳng. Mình phải nói cho sòng phẳng. Hằng nói thí dụ như một cuộc ly hôn, người đàn ông họ buồn ít lắm. Thật sự họ buồn ít lắm vì là họ sống cái phần con nó nhu cầu nhiều hơn phần người. Người phụ nữ bao giờ cũng khắc khoải, cũng đau khổ, cũng nhớ thương, cũng sống về ký ức, cũng sống về kỷ niệm. Nhưng mà đàn ông á, có những người mới vừa ly hôn xong, thậm chí là họ bước ra một cái họ đi bia ôm, họ ngủ với gái, họ có hơi hám của phụ nữ khác, họ ít có nhớ vợ lắm. Khi nào mà họ gặp những cái hoàn cảnh mà khốn khổ, khốn nạn á, hay là có những cái gì mà buộc họ phải nhớ, họ sẽ nhớ. Chứ đa số đàn ông họ không có giống như phụ nữ. Phụ nữ thương chồng, thương con, rồi khổ đau, rồi quằn quại, ít có dễ bước theo người đàn ông khác. Nhưng mà đàn ông rất nhanh. Thằng nó nói cho sòng phẳng, nói thật sự nói sòng phẳng. Ở đây có nam có nữ, thậm chí bước ra đi bia ôm, thậm chí kiếm gái đi giải quyết sinh lý, quên vợ nhanh lắm. Rồi cô nào vừa lòng vừa ý rồi được kết bồ kết bạn rồi, thời gian qua rất nhanh. Còn phụ nữ là trời ơi, khắc khoải đau khổ lê lết, ít nhất cũng phải vài năm mới có thể hoàn hồn trở lại sau những cái cuộc hôn nhân tan vỡ. Bây giờ phụ nữ chúng tôi không phải dễ lên giường người khác, thật sự. Cho nên là phụ nữ đau khổ, nhìn con, nhìn gia đình, nhìn đau khổ lâu lắm. Đó là một trong những cái yếu đuối nhất của người phụ nữ mà đàn ông họ không có giống như mình. Ít lắm. Hằng nói thật lòng số ít. Họ buồn, họ nhớ, họ thương, nhưng họ không có đau khổ như chị em phụ nữ chúng tôi đâu. Và họ tìm bạn tình nhanh lắm. Thật sự luôn. Còn chúng tôi phụ nữ không có dễ. Con cái, rồi danh dự, rồi cuộc sống, rồi bao nhiêu thứ không dễ đẩy chúng tôi đi thêm một bước nữa ngay và liền. Bởi vì mệt mỏi lắm rồi, chán ngán lắm rồi, sức đâu. Đúng không? Còn mấy ông thì thật sự luôn, nói sòng phẳng mấy ông, tôi đã chứng kiến rất là nhiều. Bước ra một bước là có người khác liền. Một nốt nhạc có khi cũng có. Phải không quý vị? Vâng, thưa bà, có một câu nói rằng có những cuộc chiến mà người chiến thắng là những người đau khổ nhất. Vậy bà có nghĩ rằng bà là người chiến thắng và đau khổ nhất không ạ? Và có bao giờ bà nghĩ rằng người thua cuộc và bước ra khỏi vòng tròn tình tiền này mới thật sự là người đang an yên và hạnh phúc không, thưa bà? Câu nói này là chạm tim tôi đó. Chạm thật đó quý vị. Quý vị cổ vũ Hằng đi. Anh Dũng ơi, có đúng không anh? Có những cuộc chiến mà người chiến thắng vô cùng đau khổ, đúng không anh? Phải không? Quý vị ơi, đúng. Có những cuộc chiến mà kẻ chiến thắng vô cùng đau khổ, đó là Nguyễn Phương Hằng đó quý vị. Ngày xưa Hằng đến Đại Nam này, Hằng ngơ ngác lắm. Đi còn không biết đường đi, lạc tới lạc lui trong cái khu vực to lớn như thế này. Nhưng rồi cuộc đời nó đẩy đưa mình. Nó kéo mình lên, nó xô mình xuống. Như là dông tố của cuộc đời.
Đôi khi mình muốn bỏ cuộc cũng không bỏ được. Có những cuộc chiến bắt buộc mình phải chiến thắng. Nhưng mà chiến thắng rồi thì đau khổ lắm, lê lết. Thật sự, có khi nhiều khi người thua cuộc là hạnh phúc nhất, bình yên nhất. Đó là sự thật. Quý vị, không dĩ nhiên là quý vị đây ai cũng muốn nghe sự thật đúng không? Không bao giờ Hằng nói dối trá, Hằng nói thật lòng. Có những cuộc chiến mà kẻ chiến buộc phải thắng, thắng đau khổ lắm. Mà thua thì không được, bỏ mạng không được, buộc mình phải thắng. Thắng quằn quại, thắng tê tái, thắng là đầy thương tích, buộc phải thắng. Đó là lòng tự trọng của mình. Cho nên Hằng là một cái người chịu đựng rất là sâu, rất là xa. Nhưng không có nghĩa là Hằng không hiểu biết, không có nghĩa là Hằng kém chiều sâu để suy nghĩ. Nhưng có những cái nhịn để tốt cho người khác thì mình cũng nên nhịn. Đó là cái tính cách của Hằng. Chịu đựng hay lắm, giỏi lắm đó quý vị. Hằng giỏi chịu đựng lắm. Chịu đựng đến nỗi mà người ta nghĩ là nói đúng quá cho nên nó im. Không phải đâu. Chưa đến lúc. Vì cuộc đời còn rất dài. Mười mấy năm Hằng mới ra trước công chúng. Thì cái chiều sâu chịu đựng, Hằng chìm ngập xuống đau khổ. Tới lúc Hằng cần nổi lên, Hằng phải nổi lên chứ. Đôi khi cuộc đời mình phải đòi lại công bằng chứ quý vị. Mình không ngu dốt. Mình hiểu biết. Nhưng mà mình đòi lại vào lúc nào, thời điểm nào nó phù hợp. Chứ không phải là mình không hiểu biết. Cho nên có những cuộc chiến mà em nói đúng, kẻ chiến thắng vô cùng đau khổ. Chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt. Phải không quý vị? Và thưa quý vị, nếu như quý vị là một khán giả mến mộ diễn giả Nguyễn Phương Hằng và những talk show trước đó, thì quý vị sẽ nhận thấy rằng cuộc chiến ở đây không chỉ là cuộc chiến thắng trong chuyện tình, mà sau khi thắng chuyện tình rồi là phải tiếp tục một cuộc chiến khác. Đó là cuộc chiến với người trong cuộc, cuộc chiến với người đã đồng hành với mình trong cuộc chiến trước đó. Tức là có một câu nói mà rất là nổi tiếng trong cả 4 lần talk show trước đó. Đó là đối thủ lớn nhất của cuộc đời bà Nguyễn Phương Hằng chính là ông Huỳnh Uy Dũng. Khi mà quý vị nghe câu này, quý vị sẵn sàng tặng những cái tràng pháo tay giòn giả. Nhưng xin quý vị nha, đỉnh cao của phát ngôn chính là việc người ta cố tình lồng ghép những ẩn ý sâu bên trong một câu nói rất vui nhộn. Và đối với bản thân tôi, câu nói này không phải là một câu nói vui, mà đó là một câu nói đậm chất triết lý và trải nghiệm của riêng CEO Nguyễn Phương Hằng. Và có lẽ là quý vị cũng có thể nhìn thấy khi mà đi bên đời của người chồng của mình là một người tài giỏi, thì hoặc là bạn cố gắng để hỗ trợ chuyện điều hành, hay là phải đuôi về và chấp nhận mình sẽ bị thua chột từng ngày từng giờ. Và CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng tôi có lẽ đã không chịu đựng chịu thua chột đó. Dạ vâng, làm vợ của một người tài với bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ là mang thêm một chức danh mà còn gánh thêm một sứ mệnh. Sứ mệnh ấy nó đã chứng minh được một điều là bà xứng đáng được hàng triệu người biết đến khi bước cùng ông ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ một sự kiện lớn nhỏ nào, và chứ không phải là chỉ nấp ở phía sau để ông giới thiệu như là một lẽ phải làm. Và một lần nữa, tôi và tất cả mọi người ở đây muốn nghe CEO Nguyễn Phương Hằng trải lòng về câu nói kinh điển này ạ. Nếu mà một người phụ nữ mà như tôi, chịu đựng như tôi, mà nói là đối thủ lớn nhất trong đời tôi là anh Huỳnh Uy Dũng là đúng đó quý vị. Bởi vì anh Huỳnh Uy Dũng của tôi đã nổi tiếng từ khi 22 tuổi. Anh đã quá giỏi, anh đã quá tài, anh đã quá thành công, anh có quyền tự mãn. Điều đó là đúng. Trong một cái lần talk show 1 tôi có nói, tôi không nghĩ là tôi đã trưởng thành, thật sự tôi trưởng thành bên đời anh Huỳnh Uy Dũng. Mặc dù khi tôi đến với anh Dũng thì tôi cũng đã 30 mấy tuổi rồi. Nhưng mà tôi chưa nếm mùi của giông tố. Nhưng khi tôi gặp anh Dũng rồi thì tôi mới biết giông tố là gì. Kể cho quý vị nghe, hồi xưa Hằng còn mong manh lắm, Hằng cũng nghe giông tố, chẳng hiểu giông tố là gì. Ngay tại Đại Nam này, Hằng có duyên với Đại Nam này, rất có duyên. Một buổi chiều Hằng đi đến chỗ Phật Bà Hoàng Hàm phía ngoài đi vô, Hằng đi tung tăng với con cái với mấy người làm. Thì trời quang mây tạnh rất là đẹp, Hằng mới ngồi cái ghế đá chơi bình thường thôi buổi chiều đó. Thì trời rất là đẹp, không có một cái tín hiệu nào của trời mưa hết. Bỗng nhiên giông tố, mưa ào ào mà mưa như thác đổ xuống, mà mưa rất là nặng hạt. Thì Hằng mới chợt nhớ ra, thì ra là người ta nói giông tố, đây đúng là giông tố. Mình không có chuẩn bị cho mình một cái dù, một cái ô, một cái gì để mình đối phó hết mà mưa trút xuống bất ngờ. Thì Hằng mới biết rằng người ta dí giông tố, và chính Hằng là cái người nhận ra giông tố tại Đại Nam này. Thật đó quý vị, lúc đó Hằng ngộ ra,
Tất cả những gì Hằng trải nghiệm trong cuộc đời này là từ bản thân Hằng ngộ ra. Hằng đi và Hằng ngộ ra và Hằng nói những cái gì rất là thật đến mà siêu thật luôn quý vị. Mưa trút xuống mà không có một cái tín hiệu nào báo hiệu mưa hay giông hay trời quang mây tạnh rất là đẹp, bỗng nhiên mưa ào xuống. Thì Hằng mình thì ra là giông tố đây, giông tố tại Đại Nam này. Đại Nam này cho Hằng nhiều cung bậc cảm xúc lắm. Hạnh phúc có, khổ đau có, vinh có, nhục có. Năm nay Hằng ngồi trước mặt quý vị, Hằng gần 50 tuổi rồi. Hằng đã nếm trải mười mấy năm để trưởng thành, mà trưởng thành Hằng đã biến tất cả những cái đau thương thành yêu thương. Tại sao Hằng không trả thù đời, tại sao Hằng không ngạo mạn, Hằng không phát ngôn trước công chúng, mà Hằng chỉ lấy cái tình, cái tâm của mình và những cái gì tốt đẹp nhất để mang đến tất cả cho quý vị. Là bởi vì sao? Hằng thấy cuộc đời này mong manh quá, ngắn ngủi quá, không kịp yêu thương nhau thì lấy đâu để hành hạ nhau, để trả thù nhau. Cho nên ai đó mà làm khổ Hằng thì thật là tội lỗi. Mà Hằng nói, Hằng nhịn giỏi là bởi vì Hằng muốn cho tất cả mọi người tốt hơn. Và Hằng chịu đựng để Hằng chứng minh cho mọi người thấy rằng là Hằng có một cái khả năng thật sự, chứ không phải Hằng chịu đựng là Hằng bỏ cuộc. Cho nên Hằng nói đối thủ của Hằng là anh Quỳnh Quý Dũng là rất là chính xác. Là bởi vì sao? Anh Dũng là một người quá giỏi, anh Dũng không tin ai, anh Dũng không có cam tâm để mà nhìn thấy Hằng lao vào các cái cuộc chơi là làm cái này làm cái kia. Anh cứ tìm mọi cách, anh cản không được. Nhưng mà Hằng không cam tâm, không làm. Bởi vì sao? Hằng biết anh Dũng chỉ tới đó là hết rồi, anh Dũng không thể nào hơn được nữa. Thì có những lúc Hằng phải qua mặt anh Dũng. Mà để qua mặt anh Dũng rồi thì đau khổ lắm, quằn quại lắm. Bởi vì anh Quỳnh Quý Dũng của tôi là một người cực kỳ độc tài, bảo thủ và độc tài. Nhưng anh Dũng tôi đúng, anh Dũng của tôi hoàn toàn đúng. Nhưng tôi có cái đúng của tôi, tôi phải vượt qua cái đúng của anh Dũng thì tôi mới là Nguyễn Phương Hằng, phải không quý vị? Và thưa quý vị, để hiểu được CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng như thế nào, thì sẵn tiện hồi nãy có đề cập đến vấn đề mạng xã hội quý vị, thì chúng tôi muốn quý vị đặt mình trong tâm thế của khoảng 10 năm trước. Đó là giai đoạn năm 2008. Thì đó là thời kỳ đầu mà mình tiếp xúc với những phương tiện truyền thông cũng như là Internet, tức là những phương tiện truyền thông mạnh nhất thời đó chỉ có nhật báo hoặc là truyền miệng. Và ngày xưa chuyện cô chú gặp nhau, con xin phép gọi là cô chú về độ thân tình nhất định, thì khoảng 10 năm trước lúc mà cô chú gặp nhau, cái phương tiện truyền miệng nó mạnh đến mức mà lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ thôi và vẫn biết rất là nhiều những cái thị phi ở Đại Nam. Và có một điều cô chia sẻ là khi cô đến với chú, cô có 3 điều cô muốn chú làm. Thứ nhất đó là phải mở cửa khu du lịch Đại Nam. Thứ hai là xóa hết sự mê tín của chú. Và thứ ba, trả hết nợ cho chú. Thì đến thời điểm hiện tại có thể nói CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng ta đã chiến thắng. Và không chỉ chiến thắng trong 3 chuyện này mà còn chiến thắng ở những cái công trình mà Đại Nam đã sở hữu và lượng khách ngày một tăng lên. Và nói thêm một vấn đề nữa là chúng ta có rất nhiều fan hâm mộ của diễn giả CEO Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội tính đến thời điểm hiện tại. Như vậy thì không biết là cô có thể chia sẻ thêm một chút nào đó về cảm xúc của mình khi mà ở thời điểm đó, tại sao cô lại quyết định làm 3 điều đó cho chú mà không ai biết hết, không ai có thể ủng hộ hết? Quý vị ơi, quý vị biết là ai đi làm ăn cũng phải có nợ hết. Mà anh Dũng của Hằng thì là một cái người mà đam mê công việc, chỉ có làm, mà anh Dũng là không có kiểm soát tài chính. Hằng nói thật sự quý vị nha, chính Hằng là cái người nhìn tất cả những cái bối cảnh của anh Dũng. Anh Dũng bị tuyệt cảnh, hoàn toàn là bế tắc. Cho nên là nếu mà Hằng lấy anh Dũng, mà Hằng để cho anh Dũng nợ nần thì cái thị phi đó cũng đúng thôi. Là bởi vì sao? Lúc đó người ta nói là anh Dũng đem tiền cho cô, đem tiền cho Hằng. Anh Dũng đã mê Hằng đến nỗi mà bị Hằng bỏ bùa, phải mang tiền, mang tất cả mọi thứ đem cho. Thì với một cái lòng tự trọng, anh phải trả hết nợ, anh mới là anh Quỳnh Quy Dũng. Mà anh phải trả hết nợ thì em mới yên tâm để em sống với anh. Chứ nếu mà anh nợ anh, em lấy anh rồi mà anh không thay đổi được thì đâu phải là Nguyễn Phương Hằng đâu, phải không quý vị? Ngày xưa anh Dũng là của ngày xưa, bây giờ anh Dũng là của Hằng thì anh Dũng phải là anh Dũng của Hằng, không nợ nần, không mê tín và là một người đàn ông chuẩn man. Được không quý vị? Quý vị ơi, ngày xưa anh Dũng không hề ăn diện, không hề biết mình đẹp trai hay xấu trai. Anh Dũng chỉ có công việc thôi. Anh Dũng nợ, anh Dũng cho cái chuyện nợ nần là chuyện bình thường. Và đúng quý vị, cái chuyện ai doanh nghiệp nào cũng nợ hết nợ là quá bình thường. Nhưng với Hằng là không được nợ. Vì sao? Vì cái lòng tự trọng Hằng có. Thứ nhất, thứ hai nữa là Hằng cũng có tiền, Hằng có thể giúp đỡ anh Dũng. Đó mới là
Nguyễn Phương Hằng. Và đừng thắc mắc tại sao anh Dũng yêu thương Hằng. Đến ngày hôm nay anh Dũng vẫn còn yêu thương Hằng là bởi vì Hằng rất kín đáo. Chết không bao giờ anh Dũng biết chị có bao nhiêu tiền. Chết anh Dũng không bao giờ biết Hằng có bao nhiêu tiền đâu quý vị. Đó là một trong những cái bí mật mà anh Dũng còn phải yêu Hằng dài dài. Kinh điển không quý vị? Phụ nữ là phải có bí quyết. Cả bí mật lẫn bí quyết. Nhưng bí mật bí quyết trong sáng, không hại ai, không làm điều gì tổn hại đến ai, thì phải có những cái riêng tư đó. Cho nên xã hội người ta nói Hằng là một người đàn bà gớm lắm và một người đàn bà thét, một người đàn bà không biết khóc. Đúng, Hằng gớm hơn họ nghĩ nhiều. Quá gớm đấy chứ phải không Tân? Dạ, muốn biết CEO của Nguyễn Phương Hằng của chúng ta gớm như thế nào thì có lẽ câu hỏi này tôi sẽ là người đại diện trả lời. Nếu mà nói về một chữ gớm theo nghĩa tiêu cực thì có rất nhiều cái để nói. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ trả lời chữ gớm đó bằng tất cả những điều mà CEO Nguyễn Phương Hằng đã làm kể từ khi về Đại Nam đến thời điểm hiện tại để quý vị xem gớm như thế nào. Thì khi nhắc đến sự gớm của CEO Nguyễn Phương Hằng thì nó có những cái điều gớm sau đây. Đó là thứ nhất, khi về đến Đại Nam thì CEO Nguyễn Phương Hằng đã mở cửa khu du lịch Đại Nam. Cái thứ hai là từ năm 2014 thì CEO Nguyễn Phương Hằng, như chú Dũng đã giới thiệu, đã thành lập quỹ từ thiện Hằng Hữu và đến thời điểm hiện tại đã cứu sống và điều trị cho hơn 3.000 trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam. Và tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng thay đổi toàn bộ khu du lịch Đại Nam từ năm 2016 đến năm 2019. Và điều đặc biệt là khánh thành trường đua Đại Nam vào năm 2017. Kể sơ sơ những cái thành tích cho quý vị nghe. Đến thời điểm hiện tại năm 2019 thì trường đua Đại Nam đã diễn ra tổng cộng 700 suất thi đấu hàng tuần và được bình luận đầy đủ, quy mô chuyên nghiệp. Hơn 50 sự kiện triển lãm, 25 giải đua trong nước và quốc tế, cũng như đón tiếp hơn 5 triệu lượt khách trên cả 3 khán đài. Và đến thời điểm hiện tại thì 100% lợi nhuận của công ty Đại Nam sẽ tiếp tục tài trợ cho quỹ Hằng Hữu, thưa quý vị, đến năm 2030. Và điều đặc biệt là từ năm 2019 thì CEO Nguyễn Phương Hằng đã quyết định tài trợ thêm một chương trình nữa là mổ úng thủy não cho trẻ em trên khắp cả nước từ năm 2019, cũng như liên tục hợp tác với các bệnh viện để mở rộng phạm vi giúp đỡ truyền lửa cho phụ nữ bằng 4 talk show. Và một lần được mời làm diễn giả chính tại Chùa Giác Ngộ cũng đã gây được một hiệu ứng đáng kể. Cùng với hàng trăm những quyết định kịp thời khác được thực hiện mỗi ngày và mục tiêu giúp Đại Nam lấy lại hào quang, chinh phục du khách cũng như tạo trao dồi cho mình thành một người phụ nữ thành công hơn từng ngày, cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn từng ngày. Và điều đặc biệt, CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng ta có một tuyệt chiêu gớm ở chỗ, đó là ngày càng đẹp hơn mỗi ngày, thưa quý vị. Như vậy đã đủ gớm chưa ạ? Gớm không quý vị? Và thưa quý vị, nếu như cái gớm đó được trả bằng máu và nước mắt để có ngày hôm nay ngồi đây nhìn lại tự hào, hạnh phúc và truyền lửa cho quý vị, thì cái gớm đó không phải ai cũng làm được và xứng đáng được tán dương một lần nữa. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho tất cả những cái gớm của CEO Nguyễn Phương Hằng. Và không biết là sau khi nghe tất cả những cái gớm của mình thì cảm xúc của CEO Nguyễn Phương Hằng lúc này là như thế nào? Thật sự quý vị biết không, cái xã hội này đâu có ai tiếp xúc với Hằng nhiều đâu. Rất là ít. Chỉ là nghe đồn thổi. Mà đặc biệt mà đồn thổi, mà đồn thổi cái gì mà liên quan tới ông Dũng Lò Vôi thì nó nóng lắm quý vị. Ông Dũng Lò Vôi không có đẹp trai, không có hào phóng, nhưng mà ông Dũng Lò Vôi là, nói tới ông Dũng Lò Vôi là coi như là lên YouTube là đầy hết. Cho nên cái gì mà nói tới ông Dũng Lò Vôi là chắc chắn là sẽ được nổi tiếng. Cho nên là Hằng đã chọn một cái người nổi tiếng thì buộc Hằng phải tai tiếng, cái điều đó là bắt buộc rồi. Cho nên á, quý vị biết không, có nhiều người gặp Hằng xong rồi, ủa Hằng hả, em là Hằng của Đại Nam hả, bất ngờ lắm. Và cái quan trọng nhất á, là hình ảnh của Hằng, mấy cái thông tin trên báo chí á, tự viết tự đoán mò, đã tiếp xúc được Hằng đâu, đã gặp Nguyễn Phương Hằng đâu. Cho nên á, là rất là ít về thông tin thật, mà thông tin đểu thì nhiều lắm. Mà thông tin đểu thì nó lan tỏa rất nhanh. Có nhiều khi có những câu chuyện mà mình là người trong cuộc mà mình không biết gì hết. Tới chừng người ta kể ra mình không biết cái chuyện nó đi từ đâu. Không biết ở đâu mà ra được những câu chuyện mà mây mưa mà nghe, thậm chí là đồn khắp nơi là Hằng Danh Dũng đã ly dị rồi. Đồn ở tới Mỹ đó quý vị. Ở ngay Cali người ta nói là hai người này ly dị rồi, bỏ nhau lâu rồi. Tới chừng mà thấy hai người đi, ủa chưa ly dị hả? Cho nên là phải kiểm chứng quý vị ơi, phải kiểm chứng. Kể cả lời khen và lời chê, quý vị cũng phải hết sức là bình tĩnh để lắng nghe và nhận xét theo cái giác quan của mình, cái cảm nhận của mình, chứ mình không thể bày đàn
nghe người ta nói xấu người đó là mình hùa nha, mình xấu. Rồi nghe khen người đó mình hùa nha, mình khen. Nhiều khi nó vừa ý với người này, nó không vừa ý với người kia. Rồi tự nhiên là đi đánh giá người ta như vậy thì cũng không có đúng, không có công bằng. Cho nên xã hội dư luận là một con dao hai lưỡi. Giết chết người khác vô tâm vô tình và sát thương người khác rất là tàn nhẫn. Cho nên hy vọng là qua cái buổi thất xô này quý vị tỉnh táo một chút, nhìn nhận sự việc tỉnh táo một chút để không làm tổn thương người khác. Bởi vì cái sự tổn thương nó làm cho người ta đau đớn lắm, rất rất đau đớn. Và Hằng đã là một trong những người chịu đựng tổn thương rất là nhiều và nhiều năm, kéo dài rất là nhiều năm. Quý vị nhìn Hằng đi, Hằng rất là xinh đẹp, phải không quý vị? Nhưng mà nhiều khi người ta nói là cái cô này cô lùn lắm, cô có chút xíu à, mà cô đen thui à, mà cô gớm lắm, mà cô chỉ có chơi bùa thôi để dụ ông Dũng. Nhưng mà quý vị nhìn anh Dũng với Hằng, ai dụ ai quý vị? Quý vị thấy không? Hằng rất là xinh đẹp hơn cả anh Dũng đó, làm sao mà Hằng đi dụ anh Dũng được? Anh Dũng là cái người, hồi nãy Hằng nghe anh Dũng đó, anh Dũng là người may mắn. Anh may mắn đúng không anh? Đúng không? May mắn tới giờ phút này đúng không? Chẳng những em giỏi mà em còn đẹp nữa, đúng không? Mà tất cả mọi người tiếp xúc với em đều yêu mến em hết. Mà quý vị ơi, Hằng chưa bao giờ, Hằng nhân danh Hằng là bà chủ Đại Nam để làm một điều gì tổn thương người khác. Chưa bao giờ Hằng dùng tiền với quyền lực để uy hiếp người khác. Hằng một con người khí khái mạnh mẽ lắm, luôn bảo vệ cái yếu. Cho nên là Hằng không bao giờ làm cái điều gì mà khiến cho người khác đau buồn hết. Bây giờ quý vị hỏi hết tất cả những người trong công ty Hằng, trước đây là mấy ngàn người, chỉ riêng công ty cổ phần Đại Nam thôi, chưa bao giờ Hằng làm tổn thương một ai hết. Kể cả chưa bao giờ mà Hằng la rầy nhân viên mà làm tổn thương họ, chỉ nói cái đúng và cái sai và cho họ cơ hội trải nghiệm. Và Hằng đã dẫn dắt nhân viên, một cái lớp nhân viên sau rất là trưởng thành, và toàn bộ nhân viên ở Đại Nam đều yêu thương Hằng và cảm thấy rằng là phục. Thương ghét thì Hằng không biết, nhưng ít nhất phải phục bà chủ, là bởi vì bà là người dám nói dám làm và bà luôn thương mọi người, và Hằng là người luôn luôn gần gũi với nhân viên nhất, chia sẻ và luôn lắng nghe những cái nỗi khổ của người khác. Cho nên là có thể là cái tâm Hằng trong sáng, cho nên là cũng chẳng ai hại được Hằng, cũng chẳng ai có thể mà đánh ngã được Hằng hết. Cho nên Hằng vẫn còn tự hào đi bên đời anh Dũng để mà cùng với Đại Nam thành công và mang toàn bộ cái thành công đó để giúp cho đời. Đó là một trong những điều mà Hằng thấy tự hào và hạnh phúc nhất, an ủi nhất sau những cái lần thị phi dã man đó, sau những cái lần thị phi tàn nhẫn đó, là nó cũng làm cho Hằng sống đảo điên. Nhưng mà cuối cùng Hằng nghĩ ra là đó chỉ là cảm xúc thôi mà, mình đâu có xấu đâu mà mình phải ngại, mà mình cũng đâu có lừa dối ai đâu, mà mình cũng đâu có làm điều gì tội lỗi đâu. Cho nên Hằng vượt lên cả sự sỉ nhục đó, Hằng vượt lên mọi cái đau thương đó để Hằng tỏa sáng nhất định có thể, là Hằng phải đòi lại sự công bằng bằng qua những cái việc làm thành công, là một sự trả thù ngọt ngào êm ái nhất. Phải không quý vị? Và thưa quý vị, xin cảm ơn CEO Nguyễn Phương Hằng với những chia sẻ vừa rồi. Và đối với những khán giả chúng ta được dự thất show lần đầu tiên, và trước đó nếu chúng ta đã có những suy nghĩ, những mường tượng về người phụ nữ mang tên Nguyễn Phương Hằng và chúng ta được nghe chia sẻ, thì nãy giờ chúng ta cũng đã phần nào có được trong mình những nhìn nhận thực sự, những giá trị thực về người phụ nữ làm diễn giả chính ngày hôm nay. Và quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến gần hơn với CEO Nguyễn Phương Hằng bằng những tấm ảnh kỷ niệm, cũng như là sẽ cùng dự tiệc nhẹ T-Rex trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo của buổi thất show ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của CEO Nguyễn Phương Hằng. Một tràng pháo tay được không ạ? Và xin mời CEO Nguyễn Phương Hằng hãy đến gần hơn với những khán giả của mình. Thất show ngày hôm nay. Và trong phần thứ hai, chúng tôi rất mong nhận được những nội dung, câu hỏi cũng như những chia sẻ của quý vị, những thắc mắc của quý vị về diễn giả và tất cả những câu chuyện về CEO Nguyễn Phương Hằng, để chúng ta sẽ được giải đáp trực tiếp trên sân khấu. Và một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị hãy dùng tiệc nhẹ T-Rex với trà và bánh trước khi chúng ta bước vào nội dung thứ hai, phần thứ hai của buổi talk show ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Của buổi talk show trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng với chủ đề tình tiền và cảm xúc ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu phần thứ hai thì chúng tôi rất mong nhận được một tràng pháo tay cổ vũ của quý vị dành cho những người dẫn chuyện cũng như cho diễn giả của chúng ta ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, trong phần 1 thì chúng ta cũng đã nghe được rất nhiều những lời chia sẻ của CEO Nguyễn Phương Hằng
về tình tiền cũng như những quan niệm về cảm xúc và cách giữ gìn hạnh phúc cũng như cách kiểm soát cảm xúc của chính bản thân mình. Và có thể nói trong tất cả những lần talk show thì đã có một nhận xét khiến cho bản thân những người làm ekip của chúng tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều, cũng như là chính diễn giả của chúng ta cũng đã rất trăn trở về chia sẻ này. Đó chính là có một người đã chia sẻ rằng là CEO Nguyễn Phương Hằng là một người không bao giờ biết buồn và không bao giờ biết khóc. Thưa quý vị, bản thân tôi xuất thân không hề là một MC qua trường lớp nào hết. Và tôi đến với vai trò này là một cái duyên và được trao cơ hội từ chính CEO Nguyễn Phương Hằng. Và may mắn tôi đã được cô Hằng chia sẻ khá nhiều điều. Và có lẽ một điều rất là khó quên đối với tất cả đội ngũ ekip, những người làm dự án talk show, trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng, đó là có những buổi họp rất nhiều người trong ekip và công việc mà chúng tôi phải làm trong một cuộc họp đó chỉ là ngồi im lặng. Ngồi im lặng để nghe chính diễn giả của chúng tôi trải lòng, và thậm chí chúng tôi có thể đã phải im lặng từ 1 đến 2 giờ đồng hồ chỉ để nhìn diễn giả của mình khóc. Cho nên khi nghe được lời nhận xét là CEO Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ không biết buồn và không biết khóc, thì có lẽ chính chúng tôi là những người trong ekip là những người hiểu nhất. Và có thể nói CEO Nguyễn Phương Hằng không khóc là đúng, bởi vì không khóc trước tất cả những người yêu mến, không khóc trước tất cả những quý vị khán giả đã luôn dõi theo diễn giả của chúng tôi, và chỉ khóc với chính những người mà mình tin tưởng. Và để cho quý vị hiểu được CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng tôi đã có những giây phút buồn và những giây phút sâu lắng như thế nào, thì chúng tôi xin được phép đọc một bài thơ, một bài thơ được sáng tác ngẫu hứng trong một đêm buồn. Và thưa quý vị, người sáng tác là chính diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, một bài thơ không tên. Và để có thể đọc một cách sâu lắng nhất bài thơ này, thì tôi và MC Kim Linh sẽ gửi gắm những vần thơ này đến cho quý vị. Và đây là những vần thơ được viết trong một đêm buồn. Dẫu biết yêu anh là oan trái, em oằn mình trăm đắng nghìn cay. Em thiêu thân ngây thơ vụng dại, em khóc mùa thu khóc heo may. Tiếng hát em hòa trong tiếng lệ, em đau thương trong đêm tối thâm u. Em gào thét giữa biển trời dâu bể, em khóc em hay khóc mùa thu. Bóp nát tim em bởi phủ vàng, hồn em anh dẫn dắt đi hoang. Đừng dối lừa em câu hạnh phúc, đừng phủ đời em chiếc khăn tang. Em chẳng còn ai, chỉ còn anh. Vì anh em nén bao cay đắng, vì anh em hối hả xuân xanh. Trong gai giông tố đau tình ái, đau yêu nhưng giả biệt sao đành. Lục trong ký ức những hồn nhiên, xoa tay gạt hết những ưu phiền. Cùng em anh nhé, mình đang lại tình thu lấp lánh ánh bình yên. Sáng tác Nguyễn Phương Hằng. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói những điều thực, những điều có thực trong cuộc sống và chính trải nghiệm của diễn giả của chúng tôi. Và có một điều thực nữa là, như tôi đã giới thiệu từ đầu, đây không chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua sóng gió, một người phụ nữ kiên định trên thương trường với những thành tựu cả về kinh tế lẫn về những chia sẻ truyền động lực cho cộng đồng, mà còn là một người phụ nữ sở hữu, như tôi đã nói, một giọng ca rất truyền cảm. Và sau một bài thơ sâu lắng như vậy thì chúng tôi tiếp tục xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để tiếp tục nghe được một bản thu. Đây là bản thu được thực hiện vào khoảng cuối năm 2018, và bản thân những người làm ekip trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng tôi cũng đã bất ngờ với bản thu này, bởi vì đã có dịp nghe CEO Nguyễn Phương Hằng hát ở ngoài rất nhiều, nhưng khi vào một bản thu và được lắng mình trong cảm xúc thì với chúng tôi đây là một bản thu hoàn hảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bản thu, một ca khúc có thể nói là gắn liền với tâm trạng của diễn giả ngày hôm nay và chứa rất nhiều thông điệp, rất nhiều ý nghĩa. Xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay cho bản thu được mang tên Mùa Thu Chết. Quý vị có thể dành thêm một tràng pháo tay nữa cho người nghệ sĩ với bài thơ và bài hát vừa rồi, đúng không ạ? Và bây giờ chúng tôi xin mời người ca sĩ ấy, nhà thơ ấy quay trở lại sân khấu của chúng ta. Xin mời CEO Nguyễn Phương Hằng. Hay không quý vị? Thế là Hằng làm cái bài thơ đó chắc là
gần 3 giờ sáng của năm 2008. Thì gần đây Hằng thích cái bài hát Mùa Thu Chết, cho nên Hằng sáng tác lại cho nó tròn trịa hơn. Hằng nói mùa thu đã chết rồi, cho chết luôn. Phải không quý vị? Mình phải làm lại cái gì mới nhất có thể, bởi cuộc đời mình rất là ngắn. Mình phải sống cho mình, phải yêu thương bản thân mình, và đặc biệt nhất là mình phải tử tế chính bản thân mình. Không ai yêu thương mình, không ai ve vuốt mình bằng chính bản thân mình. Phải không chị em phụ nữ? Và thưa quý vị, có một kỷ niệm vui như thế này là trước khi thực hiện cái talk show lần thứ 5 với chủ đề tình tiền và cảm xúc, thì cả ekip thực hiện talk show phải đi tìm, vì bài thơ đó đã sáng tác được rất lâu rồi, và chúng tôi phải ngồi và nghe CEO Nguyễn Phương Hằng đọc từng câu, và tới câu đó chết rồi, không nhớ ngày xưa là viết câu tiếp theo là câu gì. Và cả ekip phải lục cho bằng được tất cả những vần thơ nó có thể rơi rác ở đâu đó, hoặc những trong những tờ giấy nhỏ. Và đến may mắn là vào sát ngày hôm qua, chúng tôi đã có được một bài thơ hoàn chỉnh. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho bài thơ rất là hay. Quý vị có biết là Hằng sáng tác cái bài thơ đó thật sự là cảm xúc. Bởi vì Hằng đã hoàng bình vì Hằng yêu anh Dũng. Em hoàng bình trăm đắng nghìn cay, em thiêu thân ngây thơ vụng dại, em khóc mùa thu khóc heo mây. Thật đó quý vị. Bởi vì chính chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được cái nỗi cô đơn, cái nỗi đau đớn nhọc nhằn, cái nỗi mất mát, và trong khi một mình lội ngược dòng đi ngược gió bên một người đàn ông nổi tiếng, đau đớn lắm. Cho nên Hằng đã vượt lên sự sỉ nhục, vượt qua mọi cảm xúc để hãy là chính mình. Và hôm nay thật sự là Hằng đã làm được điều đó. Và Hằng rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây dự cái chương trình talk show này bằng cả cái sự thương yêu và mến trọng Hằng. Thì đó là cái điều mà Hằng thấy hạnh phúc nhất. Bởi vì ngày xưa Hằng chỉ có mỗi một mình thôi, không cha, không mẹ, không anh, không em, không lấy một người bạn ở bên cạnh mình. Có những lúc Hằng tuyệt vọng và Hằng nghĩ rằng là cuộc đời sao mà nó ngược đãi mình như vậy. Và Hằng đã làm một cái bài thơ kết thúc vào lúc 3 giờ sáng. Đọc đi đọc lại vẫn còn rớt nước mắt, đọc đi đọc lại vẫn còn dâng trào tất cả những cảm xúc đó. Hằng không phải là một nhà thơ, nhưng mà Hằng đã làm một cái bài thơ đúng vào tâm trạng đau khổ nhất của mình. Và bài thơ đó đã chở hết tất cả những khổ đau cho Hằng. Và Hằng vẫn mong muốn một ngày tốt đẹp. Thì đó là hôm nay vẫn là điều mơ ước đó có thật. Niềm an vui là có thật. Và hôm nay là một ngày tốt đẹp thật, phải không quý vị? Và thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin thì trong phần thứ hai, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi của tất cả những quý khách đang tham dự talk show lần thứ 5, cũng như tất cả những quý khách đang ở trên khu vực khán đài BB và các phòng còn lại đang theo dõi trực tiếp. Và ngay tại khán phòng này thì ở đầu chương trình chúng tôi đã nhận được một câu hỏi giấu tên chỉ với một biệt danh thân thương, đó là em gái Hà Nội. Em gái Hà Nội đã đặt một câu hỏi cho CEO Nguyễn Phương Hằng, đó là theo bà tiền có mang được hạnh phúc không? Và tiền có thể giúp cho sự khổ đau dễ chịu đi hay không? Và quan điểm của bà về vấn đề trên là như thế nào? Chắc là em gái này chưa có đọc cái bài Tình và Tiền. Đau khổ là đau khổ, mà vật chất là vật chất. Nó chỉ là cảm thấy an ủi một phần nào thôi, chứ đau khổ là nó từ trong tim mình, trong máu mình, trong cái nỗi khổ ra khắc khoải của mình. Còn vật chất nó chỉ là phương tiện cứu cánh để mà mình thấy còn có cái gì đó an ủi thôi. Vật chất không bù đắp được đau khổ đâu, điều đó là chắc chắn. Bởi vì Hằng đã từng sống trong vật chất, trong đỉnh cao, nhưng mà vẫn đau khổ, không thể nào hai cái là lẫn lộn nhau được. Nếu mà ai nói là vật chất bù đắp được đau khổ, không phải đâu. Có khi là ngộ nhận, hoặc là mình tự thấy cái điều đó để an ủi chính mình, để mà mình thấy rằng là mình có vật chất để bù đắp đau khổ. Không phải đâu. Hằng khẳng định với quý vị là người có hiểu biết thật sự, có cảm xúc thật sự, đau khổ là có thật. Còn vật chất nó chỉ là phương tiện, là những cái vật dụng xài, chứ không phải là có thể lấy cái này bù được cái kia. Bởi vì người ta nói một bốn, có bốn cái câu mà Hằng thấy là thú vị á, là không ai làm hết việc trên đời, không ai ăn hết tất cả những món ngon vật lạ trên đời này, và không ai xài hết tất cả những thứ xa xỉ trên đời này, và chết không ai mang theo được thứ gì. Đó là bốn cái không. Cho nên là đừng hối hả, cũng đừng có vội vã, cứ bình tĩnh sống. Nhiều khi giàu nghèo đúng là cái số, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực để mà mình không bị mờ nhạt, không bị thui chột trong cuộc sống này. Nhưng đau khổ là đau khổ, tiền bạc là tiền bạc, hai cái không ảnh hưởng nhau. Hằng xin khẳng định điều đó, bởi chính Hằng là người đã từng sống trong cuộc. Còn nếu mà ai mà nghĩ rằng là vật chất để bù đắp đau khổ thì có thể là tự lừa dối bản thân mình, hoặc là tự an ủi mình để vượt qua cái đau khổ, thì cũng là một cái lý lẽ của mỗi con người tự nhận thức được, tự thấy, miễn sao thấy cái gì vui thì cứ làm. Nhưng mà thật chất ra đau khổ là đau khổ, mà vật chất là vật chất.
không có thể nào mà bù đắp được cho nhau đâu. Đó là câu trả lời mà Hằng đã trải nghiệm suốt 30 mấy năm rồi quý vị. Và thưa quý vị, trên tay của tôi cũng là một câu hỏi của một khán giả đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 1. Câu hỏi có nội dung là: tình, tiền và cảm xúc, cái nào đến trước, cái nào đến sau, và cái nào quyết định đến cuộc sống của một người để người đó có hạnh phúc? Xin mời bà chia sẻ. Tình, tiền và cảm xúc, ba cái nó nối liền nhau. Đầu tiên là tình, sau đó phải có tiền để mà duy trì cuộc sống. Rồi có tình, có tiền rồi còn có những cảm xúc để mà duy trì lâu dài nữa. Tình, tiền và cảm xúc là ba cái nguyên lý trong cuộc sống, không thể nào phủ nhận được. Một trong ba cái này mất đi là mình đơ liền. Chắc chắn, đó là sự thật. Vì một trong ba thứ này mất đi là coi như là mình đã bị đơ rồi, là mình đã mất đi một khoản rồi. Có tiền, phải có tình. Có nhiều khi đi kiếm tiền thì tình đi lạc. Nhiều khi đi kiếm tình thì tiền không bao giờ có. Cho nên là tình, tiền và cảm xúc, ba cái phải gắn liền nhau. Thật đó quý vị, trong cuộc sống ai cũng có những cái giây phút đam mê. Có người mê tiền, có người mê tình. Có người mê tiền bất chấp, miễn sao có tiền thôi. Nhưng có những người họ không có quan trọng tiền, họ chỉ yêu đương, tình ái, họ thích như vậy. Đó là cảm xúc, chỉ số họ quá cao. Họ sống vì tình và có những người sống vì tiền. Và có những người phải có cảm xúc mới có yêu thương được. Và không có cảm xúc họ không thể rung động được, không thể làm gì được hết. Nhưng có những người họ có tiền, có tình và có cả cảm xúc, đó là những người thông minh. Họ biết sống, biết hưởng thụ. Và họ tự tin rằng ba thứ đó đem lại cho họ hạnh phúc. Cho nên tình, tiền và cảm xúc là một trong những cái nguyên lý mà trong cái nền tảng cuộc sống ai cũng phải có chở theo trong cuộc đời mình. Nếu một trong ba thứ đó mà mất đi thì người đó là mất mát đó. Có tình mà không có tiền thì cũng không nuôi được cuộc tình. Mà có tình, có tiền mà không có tình thì cuộc tình đó cũng sẽ chết yểu. Mà không có cảm xúc là càng nguy hiểm hơn. Cho nên ba thứ đó phải gắn liền nhau. Đó là một trong những cái chủ đề mà ngày hôm nay Hằng ngồi đây chia sẻ với tất cả quý vị. Và mình phải xử lý cái tình đó ra làm sao, cái tiền đó ra làm sao, và cảm xúc đó ra làm sao để mình trở thành một con người sống có được hạnh phúc. Hạnh phúc không mua được. Hạnh phúc mắc lắm, không có tiền mua, không mua được đâu quý vị. Và cũng không ai bán hạnh phúc của mình cho người khác hết. Cho nên hạnh phúc hay không là do cảm nhận của từng người. Nếu tôi thấy tôi hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc. Nếu tôi thấy tôi bất hạnh, lập tức tôi sẽ bất hạnh. Cái suy nghĩ đó dẫn dắt mình. Đó là một trong những cảm xúc thật là kinh khủng. Quý vị biết không, có nhiều khi một ngày nó xảy đến với mình, sao mà mình thấy cuộc đời mình may mắn quá, mình hạnh phúc quá, mình tuyệt vời quá. Nhưng mà có một ngày nó không tối mình, trời ơi sao mình bi ai quá, mình khổ đau, mình bất hạnh, mình thất bại quá. Tất cả là do cảm xúc của mình. Mình đón nhận cảm xúc, mình chi phối được cảm xúc và mình khống chế được nó, thì mình sẽ sống được một cuộc đời bình yên nhất. Trước nhất là cho bản thân mình, nhất là chị em phụ nữ, phải hết sức là tỉnh táo, đừng có quá cảm xúc. Cảm xúc nhiều quá là nguy hiểm. Nhưng mà đặc biệt mấy anh đó, có cảm mới có xúc. Phải không mấy anh? Mấy anh cảm là mấy anh xúc đó. Phải không? Bây giờ mình cảm xúc. Thế mà mấy anh mà thấy mấy cô đẹp đẹp là cảm liền. Mà cảm là tìm cách xúc. Phải không mấy anh? Gọi là cảm xúc. Phải không Hùng? Còn chị em phụ nữ mình cảm xúc là khác nha. Còn mấy anh là khác nha. Mấy anh có cảm là mấy anh kia tìm cách mấy anh xúc. Thấy không? Xúc cho bằng được. Gọi là cảm xúc. Gọi là cảm xúc của đàn ông mạnh mẽ. Đàn ông chiếm đoạt. Họ có cảm xúc mạnh lắm. Đó, cho nên là tiền, tình và cảm xúc là ba trong những cái nguyên lý nền tảng của cuộc sống. Một trong ba thứ này mà không có được thì con người mình bị đơ. Mình thấy mình mất mát lắm, mình thiệt thòi lắm. Có tiền mà không có tình yêu cũng sẽ rất buồn. Mà có tình yêu mà không có tiền thì cũng sẽ rất là khổ đau. Rồi có tình yêu, có tiền mà không có cảm xúc cũng sẽ đơ. Cho nên là một trong những cái mà phải có được cái nguyên lý sống là phải có ba cái thứ đó đi theo. Tình, tiền và cảm xúc là ba cái nó gắn kết nhau. Nếu mà ai cảm được tình, có được tiền và có luôn cảm xúc thì người đó là đang hạnh phúc. Thật sự đó quý vị. Quý vị có đồng tình không? Và thưa quý vị, không chỉ là những câu hỏi ở đây mà tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi talk show này trực tiếp trên phòng hội nghị Vạn Xuân 2, Vạn Xuân 3 cũng như tại khán đài VIP của trường đua Đại Nam cũng có những câu hỏi, và xin mời bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cho tiếp nối tín hiệu đến khu vực khán đài VIP của trường đua Đại Nam, vì có một khán giả đang rất muốn đặt câu hỏi cho CEO Nguyễn Phương Hằng. Xin mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt về màn ảnh. Toàn thể các quý khán giả đang theo dõi buổi talk show lần 5 của CEO Nguyễn Phương Hằng với chủ đề tình, tiền và cảm xúc.
tôi là MC Hồng Nhung. Và hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực khán đài VIP của trường đua Đại Nam. Và kế bên cạnh tôi đây là một vị khán giả có một câu hỏi muốn gửi đến cho CEO Nguyễn Phương Hằng, anh Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Và rất mong được CEO Nguyễn Phương Hằng có đôi lời chia sẻ. Xin mời anh. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi buổi talk show lần 5 của CEO Nguyễn Phương Hằng. Tôi tên Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Hôm nay tôi có một câu hỏi đến CEO Nguyễn Phương Hằng. Đến giây phút bây giờ thì cô có bằng lòng với cuộc sống hiện tại hay không? Xin hết. Vâng, xin được gửi lời cảm ơn đến câu hỏi của anh và xin mời chia sẻ của CEO Nguyễn Phương Hằng về câu hỏi của anh Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Ở đây quý vị thấy em có bằng lòng không? Em vừa đẹp, em vừa được chồng yêu, sao em không bằng lòng phải không quý vị? Quý vị ơi, cuộc sống nó muôn màu muôn sắc. Bằng lòng hay không bằng lòng? Mình phải làm sao đây? Cái quan trọng nhất là Hằng với anh Dũng đã chọn một cái lối sống cho xã hội rồi. Lên tới đỉnh điểm này rồi thì vợ chồng chỉ có là một thôi. Cho nên Hằng rất là vui lòng và rất là bằng lòng với những gì Hằng đã cống hiến cho Đại Nam, cho anh Quỳnh Vy Dũng. Hằng đã cống hiến cho anh Quỳnh Vy Dũng. Thì tất cả những cái gì Hằng làm được là bằng cả cái tâm hồn của Hằng. Cái lòng Hằng rất là trong sáng, cho nên Hằng mới làm được những điều tốt đẹp. Hằng luôn cổ vũ cho anh Dũng cũng như cổ vũ với chính mình. Trong một cái lần mà Hằng đã chia sẻ với tất cả quý vị á, là thất bại là một sự trải nghiệm, mà thành công là cái điều hạnh phúc nhất để đem cho đời. Cho nên đến giờ phút này Hằng rất vui khi mà được sánh bước cùng với anh Quỳnh Vy Dũng để mà cống hiến những gì có thể tốt đẹp nhất để giúp đỡ cho những mảnh đời khổ sở, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Thì sao lại không bằng lòng, sao lại quá vui đi chứ. Còn những góc khuất riêng, những khổ đau riêng bắt buộc ai cũng phải có. Bây giờ quý vị đã từng nghe anh Dũng, nó đến giờ nên anh Dũng vẫn chưa hiểu Hằng mà. Đó là bí mật đó quý vị. Cho nên là bí mật mà nói ra lộ hết phải không? Cho nên phải giữ bí mật để anh Dũng còn mãi yêu Hằng. Hay không quý vị? Anh còn phải yêu em. Và thưa quý vị, đó là câu trả lời dành cho bạn khán giả ở khu vực khán đài VIP trường đua Đại Nam. Và như chúng tôi đã thông tin đến quý vị thì hiện tại chương trình talk show của chúng ta cũng đang được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube cũng như trên kênh fanpage của CEO Nguyễn Phương Hằng. Và đã có một bạn khán giả vừa nghe xong bài thơ vừa rồi cũng như vừa thưởng thức xong ca khúc Mùa Thu Chết thì đã có một câu hỏi rằng là CEO Nguyễn Phương Hằng có nghĩ rằng bản thân mình may mắn khi có niềm đam mê hoặc là có năng khiếu với âm nhạc, với thơ ca, để đó chính là một cái phương tiện giống như một thanh gươm để cho mình cứu cánh và mình vơi đi những nỗi buồn thực sự trong cuộc sống hay không? Quý vị ơi, ai cũng có một đam mê nhất định. Ai cũng có sở trường, cũng có đam mê, cũng có ước mơ. Tất cả mọi người ở đây ai cũng vậy. Và Hằng nghĩ trên đời này hình như ai cũng vậy. Hát cũng là một trong những cứu cánh mà Hằng có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Quý vị biết không, Hằng mê hát đến nỗi mà vừa tắm vừa hát lúc Hằng còn nhỏ đó. Hằng vừa tắm vừa ca vừa hát, rồi bây giờ cũng vậy. Mỗi khi mà buồn quá không biết làm gì, chỉ có đi hát rồi gọi là rủ nhau đi xõa. Đó, cho nên là các người mà nhạc sĩ họ sáng tác những cái bài hát đó đụng vào tất cả hoàn cảnh của mọi người. Thất tình có, hạnh phúc có, đau khổ có, quằn quại có, chờ mong có, nhớ thương có. Rất nhiều cung bậc cảm xúc trong một bản nhạc. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy, cũng đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, chạm phải có những cái nốt lên rất là cao và có những nốt nó rớt xuống thật là thấp. Và có những cái nốt mà hát hoài không qua được. Đó là những cung bậc cảm xúc thật sự trong một bài hát. Bởi vì Hằng đã nói, Hằng đã ví von là cuộc đời của chúng ta như một bản nhạc, nó réo rắt, nó du dương. Cho nên Hằng là một trong những người đam mê ca hát mà chỉ có hát nó mới làm cho Hằng hết buồn. Nhiều khi vui không hát đâu quý vị. Vui hát không có thoải mái, nhưng mà khi buồn á, thì tâm trạng mình đặt hết vào bài hát đó. Mình hát như là mình than, mình khóc. Bởi vì Hằng mới có cái câu mà tiếng hát em nhòa trong tiếng lệ, vừa hát vừa khóc. Nó đã lắm đó quý vị, thú vị lắm. Không biết ở đây có ai đã từng đau khổ mà đi hát mà xõa theo cái dòng nhạc mà mình yêu thích. Trời ơi, nó phê vô cùng, nó sung sướng lắm khi mà mình gửi gắm cái cuộc đời đau khổ của mình, cái tâm tư, cái khoảnh khắc đó vào một cái bài hát. Giống như là một cái sáng tác, cái bài hát nó hát cho mình, người ta sáng tác nó cho mình hát. Nó chạm vào ngõ ngách của tim mình.
và nó tối thai cho mình. Cho nên là hát ca là một trong những cái hằng đam mê nhất để hằng còn có thể sống tới ngày hôm nay, còn giữ được cho mình như thế này. Có lẽ là đó là một trong những cái đam mê nhất mà giúp hằng vượt qua bao nhiêu bão tố của cuộc đời. Đó là những cái thật sự đó quý vị. Quý vị thấy hằng giải thoát bằng cách đó đó. Đó là một trong những cái cứu cánh giải thoát đó. Thưa quý vị, buồn quá quý vị hát nghiêu ngao vài bài coi, quý vị sẽ cảm thấy cân bằng lại cuộc sống. Hoặc là sao, hay là mình nghĩ là cái người nhạc sĩ đó họ sáng tác cái bài đó hình như dành cho mình hay sao, phải đúng cái tâm trạng của mình, sao mà nó đúng, nó từng nó chạm vào cả tim mình đó. Cho nên là nếu mà tính ra là cuộc đời này rất thú vị, chứ nó du dương, nó bay bổng, nốt cao nốt thấp, nốt du dương. Mà ai mà từng yêu nhạc, đam mê ca nhạc thì cảm thấy cuộc sống này nó thú vị lắm, nó thi vị vô cùng. Sau những cái thú đau thương rồi thì nó thú vị lắm. Miễn sao mình biết cân bằng, mình biết lấy cái đau khổ, lấy cái ca hát để giải thoát cái nỗi đau khổ đó. Mà quý vị biết không, anh Dũng của Hằng nghiệt ngã lắm. Anh Dũng của Hằng ngày xưa thích nghe kinh thôi, mà mỗi lần Hằng hát là anh Dũng khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ bị dụ, Hằng dụ rồi, bây giờ anh Dũng thích hát bài Đắp Mồ Cuộc Tình. Hằng cảm hóa anh Dũng rồi quý vị. Thực mà Hằng cảm hóa anh Dũng, bây giờ anh Dũng hát bài Đắp Mồ Cuộc Tình. Và những cái bài mà Hằng hát hình như anh Dũng thuộc lời. Nhưng mà chắc có lẽ là anh Dũng thấy cái cô đó diễn xuất hay quá, anh Dũng hát thuộc lời. Có lẽ là vậy. Quý vị thấy không? Từ một con người như anh Dũng, Hằng cảm hóa anh Dũng. Anh đừng có nói mai mốt mà anh là Nam dành ca với em. Sẽ có lúc nào đó anh sẽ cảm nhận được tại sao em đam mê ca hát. Hay không quý vị? Và thưa quý vị, với niềm đam mê ca hát này thì lúc nãy quý vị đã nghe một cái bản thu quá hoàn hảo của bài hát Mùa Thu Chết. Và xin thưa quý vị, đó chỉ là một bản thu thôi, và bản hát live nó còn hoàn hảo hơn rất nhiều, bởi vì nó là cảm xúc ở tại thời điểm mà người hát trình bày. Nên nếu cảm xúc của quý vị tạo cho diễn giả Nguyễn Phương Hằng thực sự đạt đến đỉnh điểm thì rất có thể vào cuối buổi tác show ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bản Mùa Thu Chết live hoàn toàn trong số năm. Quý vị có đồng ý không ạ? Vậy thì quý vị hãy cố gắng đẩy cảm xúc của Siêu Nguyễn Phương Hằng lên đến mức có thể đạt được một bản Mùa Thu Chết hay nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời bộ phận truyền hình hãy kết nối với phòng Vạn Xuân 2. Và chúng ta cũng có hai khán giả đang muốn đặt câu hỏi ở bên phòng bên đó. Xin mời. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Kim Linh đang có mặt tại khán phòng Vạn Xuân 3. Và thưa quý vị, bên cạnh Kim Linh là một khán giả luôn mến mộ siêu Nguyễn Phương Hằng, cũng như là luôn luôn đồng hành cùng 4 talk show vừa qua, và cũng như là những cái hoạt động thiện nguyện mà siêu Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay thì chị cũng có một câu hỏi muốn siêu Nguyễn Phương Hằng chia sẻ. Ngay bây giờ thì xin mời chị ạ. Xin chào chị siêu Nguyễn Phương Hằng cùng tất cả quý khán giả trong hội trường. Mình rất may mắn được tham dự qua 4 talk show vừa qua của chị. Đặc biệt, tôi rất thích talk show Con Đường Hạnh Phúc và talk show Vì Tôi Hiểu. Bởi vì hai talk show này đã giúp tôi nhìn nhận của mình về hạnh phúc và cách giữ gìn hạnh phúc gia đình và cho chính bản thân mình. Trước tiên, tôi xin cảm ơn vì tôi trực tiếp lại được làm khán giả của talk show lần 5. Từ nãy giờ, tôi thấy rất hài lòng và rất thích về cách chia sẻ của chị về tình, tiền và cảm xúc. Nên bây giờ, tôi muốn hỏi chị CEO Nguyễn Phương Hằng, mong chị chia sẻ một lần nữa cho tất cả chúng tôi được biết thế nào là hạnh phúc và cách giữ gìn hạnh phúc cho chính bản thân mình. Hay quá, câu hỏi hay quá. Quý vị ơi, bản thân tôi chưa phải là người hạnh phúc. Thật đó. Nhưng mà tôi phải làm sao để tôi hạnh phúc? Có nghĩa là tôi biết bằng lòng. Và tôi phải nỗ lực. Nhất là chị em phụ nữ. Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chị em phụ nữ mình đã làm những cái việc không tên tuổi. Và đôi khi mình yêu thương chồng con nhiều quá, mình hy sinh nhiều quá, rồi vô tình mình biến thành công cụ. Hoặc là trong cuộc sống, mình nghĩ mình vĩ đại quá, mình làm hết tất cả mọi thứ để mong chồng mình yêu thương mình. Nếu điều đó may mắn, thì chúc mừng.
Còn nếu như ngược lại, mình như con thiêu thân, mình sống hết tất cả cho chồng, cho con, nhưng người ấy không hiểu được, thì mình là cái gì đây? Hạnh phúc hay không, mình hãy hạnh phúc với bản thân mình trước đi, thì mình mới mong người khác hạnh phúc với mình. Cho đi chứ phải là vĩ đại đâu. Mấy chị em phụ nữ nên nhớ, phải hết sức lý trí. Tôi chưa phải là người hạnh phúc. Thật sự có anh Dũng đây tôi vẫn nói, hạnh phúc thế nào, ai định nghĩa, ai định nghĩa là hạnh phúc, làm sao gọi là hạnh phúc? Vì cuộc sống nó quá nhiều màu, nhiều sắc. Cuộc sống bây giờ là cuộc sống đảo điên, không dễ gì hạnh phúc đâu. Hạnh phúc khó tìm lắm. Quan trọng là mình đi bằng lòng với những gì mình đang có và thương lấy chính mình đi đã. Bởi vì chị em phụ nữ phải biết rằng cái tuổi xuân của mình nó đi qua rất nhanh. Tới 40-50 tuổi là gần như hết rồi. Còn xin lỗi mấy ông 50-60-70 cưới vợ vô tư, cưới mấy cô chút chút bình thường, mình không làm được, nhưng người ta làm được. Đó là sự thật. Cho nên phải thương mình cái đã, phải tử tế với bản thân mình đi. Tôi nói thật lòng, khi nào tôi buồn nhất tôi đẹp nhất, và tôi không cho phép tôi gục ngã. Và đặc biệt là tôi không bi lụy. Tình yêu không có bi lụy. Nếu trong tình yêu mà có sự bi lụy là lập tức có sự rẻ khinh. Chắc chắn một điều, nếu mình bi lụy là mình được rẻ khinh, mình bị rẻ khinh. Tôi nói một cái thí dụ thôi, bỗng dưng có một cái ông nào đó theo đuổi tôi mê mệt đi, tôi đâu có thích ổng. Nhiều khi tôi khinh ổng này khùng quá theo hoài. Mình cũng giống như vậy đó. Cho nên cứ sòng phẳng với nhau đi. Anh yêu em bao nhiêu, em yêu anh bấy nhiêu. Anh tử tế với em bao nhiêu, em tử tế anh bấy nhiêu. Không có bi lụy. Cho nên Hằng là một trong những người rất tỉnh táo. Không được, cắt đứt liền, đoạn tiệc luôn. Không bao giờ bi lụy. Hằng nói không phải là Hằng cổ suý cho mấy chị em phụ nữ sống như vậy. Nhưng mà nhìn lại đi, sau những cái cuộc hôn nhân tàn nhẫn, sau những cái mối tình tàn nhẫn, mình có phải thân tàn ma dại không? Mình mất nhiều lắm. Mình mất tinh thần, mất tình thương, mất niềm tin, mất nhiều thứ lắm. Người đàn ông họ đơn giản lắm. Họ đơn giản lắm. Mình mất 10, họ chỉ mất 1, 2 thôi. Tới 3, 4 là họ đã quá tốt rồi. Cho nên tôi nói đó rất sòng phẳng. Ở đây là một cái sân chơi cộng đồng, mình nói sòng phẳng nhau. Hãy thương lấy mình, tử tế với mình đi, thì mai ra hy vọng chồng mình thương mình và nể mặt mình chút. Ở đây không có thương hại nha quý vị. Khi mà chồng mà đã thương hại rồi á, thì coi như mình xong rồi đó. Thương yêu, thương nể trọng, phải không anh Dũng? Bởi tôi không bao giờ làm cái bóng của anh Quỳnh Quy Dũng. Tôi đóng góp thật sự, tôi hy sinh thật sự, tôi khóc thật sự, tôi đổ xương đổ máu thật sự. Những cái gì tôi làm là bằng tâm huyết, nhưng tôi không bi lụy, tôi không có mục đích. Tôi không phải làm cái này để tôi được cái kia, nhưng tôi sống trọn vẹn. Nhưng mà để tôi bi lụy á, thì cả đời tôi chưa biết bi lụy. Tánh khí tôi đàn ông lắm và đầy ắp phụ nữ. Trong con người tôi có hai người, một bên là đàn ông, một bên là phụ nữ. Khi cần quyết liệt thì tôi quyết liệt hơn cả anh Dũng. Nhưng mà khi nữ tính rồi thì tôi ngọt ngào, êm ái. Thật sự đó quý vị. Cho nên đối thủ với tôi, của tôi nhiều khi là chính tôi không chừng. Mạnh mẽ quá, cho nên mình thấy mình yếu đuối trước đám đông. Nhìn quá mạnh mẽ. Cho nên tôi nói thật á, ở đây tôi nói nghiêm túc với tất cả chị em phụ nữ á, mình nhìn mình đi năm này, năm sau mình khác rồi, nhan sắc mình nó xuống xuống từ từ. Kiểu gì kiểu phải chỉ thương lấy mình. Mình phải thương mình đi, rồi hãy hy vọng chồng mình thương mình. Còn để chồng mình thương hại mình là mình thất bại trong hôn nhân rồi đó. Phải tử tế. Và phải cho chồng mình biết rằng mình cũng là đối thủ đáng gườm. Hay không chị em? Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của CEO Nguyễn Phương Hằng dành cho quý vị khán giả vừa rồi. Và cũng trong căn phòng ấy, chúng tôi xin mời tiếp tục cũng sẽ là một câu hỏi của một khán giả đang muốn được chia sẻ với CEO Nguyễn Phương Hằng. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Phòng khác. Phòng Bản Xuân ạ. Thưa quý vị, tất cả những gì CEO Nguyễn Phương Hằng nói là sự thật, là từ trải nghiệm của chính bản thân và không hề thư cấu.
Và ngay bây giờ bên cạnh của Kim Linh cũng là một khán giả luôn luôn mến mộ CEO Nguyễn Phương Hằng. Ngày hôm nay thì cô cũng có một câu hỏi muốn CEO Nguyễn Phương Hằng chia sẻ. Xin mời cô. Thưa chị Hằng, lời đầu tiên thì em cũng chúc anh chị tràn đầy hạnh phúc và được đến với buổi talk show hôm nay. Thì mình rất lấy làm vinh dự là được đến để nghe chị chia sẻ và những cảm xúc của mình. Theo mình được biết thì cái cá nhân của chị thì bản tính rất là cá tính rất mạnh mẽ, thẳng thắn và dứt khoát. Và bên cạnh đó là với cái lòng nhân đạo, chị luôn hướng về cộng đồng và xã hội. Mà thông qua báo đài truyền hình thì đó là quỹ từ thiện hằng hữu. Và bên cạnh đó chị cũng quan tâm chăm lo đến nhân viên của Đại Nam. Và em rất ngưỡng mộ chị ở chỗ là cái nét đẹp rất là tự nhiên, trẻ trung và yêu đời. Và đến buổi hot show hôm nay thì với gia đình hạnh phúc như vậy và chị trải qua nhiều cuộc sống trải nghiệm, chị đã trải qua nhiều. Mình cũng xin có một ý kiến nhỏ chị chia sẻ. Đó là điều gì làm cho chị thú vị nhất và cái điều gì mà khiến cho chị lo sợ nhất? Dạ, xin cảm ơn chị ạ. Quý vị ơi, quý vị biết không, Hằng rất là tự tin. Thực sự Hằng tự tin lắm quý vị. Ngày xưa lúc Hằng còn nhỏ đó, là ba Hằng là một cái người cổ vũ Hằng kinh khủng lắm. Hằng là diễn viên, ba Hằng là đạo diễn. Hằng ca, Hằng hát, ba Hằng là một người cổ vũ Hằng. Và ba Hằng nói là con gái đẹp. Xong Hằng mới hỏi ba Hằng là tại sao ba biết con gái đẹp. Tại vì ba là một người mê gái đẹp. Ba Hằng đào hoa lắm, chăn hoa kinh khủng lắm. Ba là một người đàn ông mê gái đẹp, cho nên ba khẳng định con là con gái đẹp. Cho nên cái vốn của ba cho con là con đẹp. Mà con đẹp là con có một nửa tài sản rồi. Cho nên kiểu gì kiểu con phải hãy tự hào sống và ngẩng mặt lên để mà đi với đời. Cho nên quý vị biết không, trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu giông tố của cuộc đời, Hằng vẫn rất là tự tin. Thứ nhất là trải qua rất là nhiều thì mình coi đó là một trải nghiệm. Và tự tin là mình biết rằng là mình luôn sáng sủa, luôn rực rỡ nếu cần. Trước mặt tất cả mọi người, quý vị thấy không, năm nay Hằng gần 50 tuổi rồi. Nhưng mà khi cần đẹp thì Hằng cũng rất đẹp. Hằng diễn nhiều vai lắm, vai gì cũng nhập được hết á. Nhưng mà có điều là nhập vai nào xuất thần vai đó. Đó là một trong những cái bí quyết mà Hằng rất là yêu đời, thú vị với cuộc sống. Bây giờ ngày mai cho Hằng ra chợ bán, một cái bà bán rau bán cải cũng nhập đúng vai luôn. Một cái người mà tự biết mình có nhiều khả năng, không dám khoe với quý vị chứ Hằng cũng nhiều tài lẻ lắm. Nhưng có điều là kín đáo thôi. Khi ra trận rồi thì quyết chiến, mà quyết chiến là thắng mới chơi, không thắng không chơi. Chơi là phải về đích, không chơi là nghỉ, không có về đích là không chơi. Đó là một trong những cái kín đáo mà bản lĩnh vô cùng. Mà khi cái lòng kiêu hãnh của mình bị xúc phạm rồi thì quý vị phải Hằng cười mỉa mai lắm. Nhưng mà hãy đợi đấy. Thành công là một sự trả thù ngọt ngào êm ái nhất. Đúng không quý vị? Mình không trả thù đời bằng những cái trò dơ bẩn mà người ta tặng cho mình. Mà mình hãy để cho họ phục mình. Ghét cũng phải phục, thương cũng phải phục. Đó là Nguyễn Phương Hằng. Đúng không quý vị? Cho nên là Hằng không bao giờ làm chuyện mất đạo đức. Không phải ai cũng có thể nghĩ được như vậy. Mình phải biết thoát ra. Mình buồn thì mình than, mình khổ thì mình khóc, nhưng mình không trả thù nha quý vị. Đặc biệt là Hằng không bao giờ trả thù, nhưng mà Hằng trả thù bằng cách tôi phải thành công là một sự trả thù ngọt ngào nhất. Ghét cũng phải nói nó đẹp, thương cũng phải nói nó đẹp, ghét cũng phải nói nó giỏi, nó giàu, nó giỏi, nó đẹp. Ba cái thứ đó không thể phủ nhận được Nguyễn Phương Hằng. Một cái mức độ nào đó, nói kiểu gì nói, giày xéo kiểu nào cũng được, nhưng phải chừa ba cái thứ đó ra. Con nhỏ này đẹp, con nhỏ này giỏi, con nhỏ này giàu. Đúng không quý vị? Và cái quan trọng nhất,
Cái mục tiêu của Hằng đi đến là gì? Là lòng thánh thiện. Ghét Hằng, Hằng cũng thương. Thật đó quý vị. Quý vị biết có những người nói xấu Hằng, ghét Hằng lắm, nhưng mà Hằng vẫn rất là vui vẻ, rất là tử tế. Và Hằng chỉ muốn rằng họ cảm thấy rằng mình không đáng ghét như họ nghĩ đâu. Thế thôi. Và tự bỗng dưng là họ tự thay đổi thôi. Chứ bây giờ nếu mà họ ghét mình mà mình cũng ghét họ thì mình cũng đâu có thua gì họ đâu. Cho nên người quân tử không làm chuyện tiểu nhân. Đó là Nguyễn Phương Hằng đó quý vị. Và thưa quý vị, xin cảm ơn phần trả lời của CEO Nguyễn Phương Hằng cho câu hỏi vừa rồi. Và trước khi đến với những câu hỏi của các bạn khán giả ở phòng hội nghị Vạn Xuân 2, thì tôi vừa nhận được qua bộ đàm của một bạn quản lý fanpage của Đại Nam có một câu hỏi rất nóng và chắc phải hỏi ngay. Đó là của một bạn nam, là trong talk show lần thứ 5 này, bạn nam mới nói rằng là có vẻ như CEO Nguyễn Phương Hằng đang đứng hoàn toàn về phía các bạn phụ nữ và đang lên án cực kỳ các đấng đàn ông. Và cho nên bạn đó mới hỏi là trong trường hợp con là một người đàn ông tốt và con gặp một người phụ nữ bản lĩnh giống như CEO Nguyễn Phương Hằng hoặc là bất kỳ một người phụ nữ mạnh mẽ nào khác, thì CEO Nguyễn Phương Hằng có thể chỉ cho bạn đó cách để giữ người phụ nữ ấy được hay không, hay là không còn cách nào khác? Rồi, một tràng pháo tay cho câu hỏi trên mạng này được không ạ? Phải nói là quý vị biết không, trong cái cuộc sống á, nó phải tùy duyên. Giống như ngày xưa Hằng nói chứ, trời ơi, có rất nhiều người đàn ông đeo đuổi Hằng, nhưng mà hình như mấy người đó chạy thoát hết rồi, có anh Dũng xui kẹt lại. Anh Dũng là người kém may mắn cho anh Dũng bị kẹt lại, cho nên thôi đừng có dấn thân vào những người phụ nữ mà giống như cô, hại não lắm. Muốn biết không hỏi chú. Chú cũng là một trong những nạn nhân của cô đó chứ. Vậy bây giờ mình có thể đặt câu hỏi cho nạn chú nhân đi, của cô. Đúng rồi. Tức là giải đáp cho bạn nam ở trên mạng là làm cách nào để mà trong trường hợp mà cô đang bảo vệ tuyệt đối cho phái nữ, thì phía đàn ông làm cách nào để có thể giữ được những người phụ nữ có cá tính giống như CEO Nguyễn Phương Hằng hay là bất kỳ một người phụ nữ mạnh mẽ nào khác? Con xin mời doanh nhân Huỳnh Uy Dũng. Kính thưa các bạn, ở đây mà không phải là nói chữ giữ hay không giữ, nhưng mà tình yêu hay vợ chồng hay là bạn bè, đó là sự tôn trọng và tử tế. Nhưng mà thường thường trong một cái gia đình, trong tình yêu nam nữ, dù gì dù, chúng ta yêu thương hay lấy vợ, cố gắng nó cái suy nghĩ nó tương đồng. Và kể cả về kiến thức, về hiểu biết, về mối quan hệ xã hội. Nếu không mà có cái độ trên á, thì nó tạo một cái sự mất cân bằng, thì dễ đi đến đổ vỡ. Còn đối với riêng tôi và bà xã tôi thì hai người đều ít học hết. Và cũng nói rõ, nó trả lời cái này thì nó gắn thêm cái câu này. Có những người hỏi á, là bà xã tôi là người ít học. Không? Bà xã tôi trả lời là trả lời hôm nay chia sẻ bằng sự trải nghiệm. Thì nó liên quan đến một cái bài viết của tôi. Tôi cũng người ít học, nhưng mà tôi viết cũng rất nhiều sách. Đó là chữ tuệ. Chữ tuệ trong tu hành, chữ tuệ trong cuộc sống hàng ngày. Và tôi cũng xin gửi đến những người học nhiều, và kể cả những người ít học như tôi, và kể cả những người ít học hơn tôi. Có những người học mới lớp 5, lớp 6 thôi, lớp 3, lớp 4. Nhưng mà xin thưa hai cái phải tách bạch rõ ràng. Đó là trình độ học vấn và kiến thức và trí tuệ. Hai cái này nó có liên quan, nhưng mà không có nghĩa rằng người có học vấn cao là người có kiến thức lớn và có trí tuệ nhiều. Xin thưa tôi nói thật như thế. Nên tôi với bà xã tôi thì tuy học ít, nhưng mà chúng tôi được có một cái đó, là con đường đi là chúng tôi chọn, đó là sự thánh thiện. Nếu trên đường đi bàn để đi đến mục tiêu cuối cùng, là đạt đến mục tiêu cuối cùng, đó là thánh thiện. Và đang vợ chồng chúng tôi đang hưởng thụ tiền bạc mà chúng ta để trong tủ thì nó cũng vẫn là miếng giấy thôi. Chúng tôi đang hưởng thụ hết mức những tiền của chúng tôi làm ra được hàng ngày, hưởng thụ. Và hưởng thụ bằng mỗi người có một cái cách hưởng thụ khác nhau. Và chúng tôi hưởng thụ bằng cái cách thành lập một cái quỹ từ thiện.
vợ chồng rất là đồng tình với nhau và hưởng thụ hết những cái lao động, những cái trí tuệ hàng ngày mình làm ra nó, mình đem hưởng thụ hết là chia sẻ để cứu người. Đó cũng là một hình thức hưởng thụ. Còn có những người hưởng thụ bằng cách đó, là đến quán bar hay là đi làm những việc khác. Có khi đó, có nhiều tiền lại hưởng thụ cái đồng tiền đó, lại hại mình và hại người. Nên đó là vợ chồng tôi có những lúc tranh cãi với nhau. Bà xã tôi nói là không khóc, do đó là không khóc ngoài đời. Chỉ nhiều lúc về nhà cũng khóc, tôi thì tôi cũng quyết liệt. Vợ chồng cứ tranh cãi, cuối cùng sẽ chọn ra, nhưng mà phải đứng trên một nền tảng đánh tiền. Chọn ra kể cả trong cuộc sống hàng ngày, có gì không vừa lòng, cũng đứng trên một góc độ thánh thiện thì sẽ tìm ra được một cái chân lý để giải quyết cái sự việc. Đó, để giải quyết cái sự việc đó, nó thì bà tôn trọng nhau và tử tế nhau thì mọi việc sẽ giữ được chân nhau. Mà đặc biệt là lúc nào chúng ta là đàn ông cũng thể hiện không, và chúng ta ráng trau dồi, chúng ta là một cái chỗ dựa vững chắc của người bạn đời của mình. Chứ không phải vợ là cái người mà để là một chỗ dựa vững chắc, tại rất là nguy hiểm. Xin lỗi bạn của chồng mà đến vợ xuống pha nước lên mời, chuyện bình thường. Nhưng mà vợ mà những người đặc biệt là, nhất là có ở đây có nhiều chị có chức tí, mà chồng là xuống ở dưới pha nước bê lên mời tí xíu, tự nhiên có cái gì đó, tại vì người ta tính đàn ông mà, không? Nên là nếu mà không thông cảm dễ bị giống như họ bị nghĩ là họ bị xúc phạm như thế đó, nên là cố gắng gia đình nào vậy, không phải nhiều tiền, không phải ít tiền, không phải có địa vị, không có địa vị, nhưng mà tôn trọng và cố gắng rèn luyện trí tuệ, rèn luyện trí tuệ và tôn trọng. Và cuối cùng là tất cả chúng tôi giải quyết tất cả mọi việc và yêu thương nhau như một người bạn tri kỷ, vừa là vợ chồng, vừa là bạn tri kỷ, không, vừa là một tình bạn, mà tình bạn phải nói là có thể chết sống, vì chúng tôi chọn đúng có mục đích để đi, giống như Đức Phật, giống như những người theo Phật và giống như một nhà khoa học, đó là lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Mà nếu dù người ít học nhưng mà đã chọn trí tuệ để làm sự nghiệp thì người ta sẽ đi đến cùng. Nếu làm nhà khoa học thì ta sẽ đi tìm những cái sự thật để người ta giúp đời. Nếu là đi tu hành thì ta cũng tìm ra một cái sự thật để giải mã cho cuộc đời, để dẫn dắt người khác. Nên là tôi luôn luôn, tuy khó tính, tôi là giống như ông cụ như thế, khó tính, nhưng mà thật sự không phải là khó tính trong không hiểu biết. Bảo thủ ở đây không phải là cố hữu đâu, mà thật sự ra là muốn tìm ra đúng một cái chân lý của nó để mình không vấp phải sai lầm, để bảo vệ được hạnh phúc gia đình và xứng đáng là mình là người chồng, là một người cha, người chồng tốt, và một người cha là một chỗ dựa của con cái, và chính là một cái tấm gương để cho con cái học tập với chính mình. Nên cậu con trai tôi đâu rồi, rất là ngộ nghĩnh, con có cái ấm áp, con thương mẹ, mẹ hiền lành ấm áp, con thương cha là cha ba thông minh trí tuệ, mới bị lớn thôi. Và có một lần là cậu con trai tôi là tôi với hỏi rằng con thích gì, muốn gì ba cũng cho, giờ con thích gì nhất? Nói thôi hôm nay là cái ngày mà con thích nhất là ba đừng ăn hiếp mẹ nữa. Thì tôi nói với con tôi là không lẽ tôi nói bậy với nó chứ, ba bỏ chữ ăn đi, nếu có thì ba sẽ mà chắc là mẹ con rất là thích. Thì chẳng lẽ bây giờ em nói Hữu ơi là ba đang ước mơ. Nên cái người bạn mà nãy hỏi đó, cái cách giữ đó thì cố gắng, mình cũng phải ráng cố gắng. Nếu mình kém hiểu biết hơn vợ mình thì ráng cố gắng cũng tìm hiểu, học tập, học từ trong trường lớp nếu là mình còn là một cậu học sinh. Không, nếu mà mình ra ngoài đời rồi thì học ngoài đời, học có bạn bè, học có những người đã từng trải nghiệm để mình chia sẻ. Nhưng mà đó là mới có mình biết để qua người khác nói thôi. Còn quan trọng nhất là mình dám thực hiện, thực hành cái bản thân mình
Tức là mình tìm những cái quả tuệ trong cuộc sống. Có người ngồi trong này nè, có những bậc đàn anh đó thôi, tuy ít học, nhưng mà xin lỗi, nói tới cái gì cũng biết. Vì sao? Đụng nhiều lắm. Mà cứ mỗi lần va chạm, mỗi lần đụng, đụng càng nhiều, tuệ càng rộng. Tôi dám chắc nếu trong cuộc sống mà các bạn nào đã va chạm càng nhiều, giống như trong tình yêu cũng vậy. Nãy chú Hùng có nói cái ông Chê Linh gì đó, ông yêu lên yêu xuống yêu quá trời mà cứ gian dở, rồi cuối cùng ông ấy cảm thấy được hạnh phúc. Thì cứ đụng càng nhiều, tuệ càng rộng. Tôi dám chắc một điều như thế. Nên chúng ta cố gắng rèn luyện trí tuệ và sống đối với nhau bằng trái tim, mà dùng trí tuệ để đi tìm ra vấn đề trên nền tảng giữa trái tim, không, con tim và trí tuệ, và chứng trên một góc độ thanh thiện. Thì tôi nghĩ rằng sẽ giữ chân, mà không phải giữ chân cô ấy đâu, mà cô ấy quay lại giữ chân cậu. Cũng giống như có lúc bà xã tôi giữ chân bà xã tôi, nhưng mà những lúc bà xã tôi thì ráng cố gắng giữ chân tôi chứ, không? Quý vị ơi, quý vị nghe Hằng nói nè, tất cả những người phụ nữ trên đời này mà lấy một ông chồng tài ba, giỏi giang, giàu có, nhiều tài cũng lắm tật lắm quý vị. Quý vị biết Hằng đã làm bao nhiêu cuộc cách mạng dân dũng không? Làm bao nhiêu cuộc cách mạng coi như là giữa cái sống và cái chết. Anh Dũng nhiều tật xấu lắm. Tại vì sao? Thường trời sanh ra một người đàn ông giỏi, thông minh, làm ra nhiều tiền trong khi tuổi đời rất trẻ, thì cái tính cao ngạo bắt buộc phải có, kiêu hãnh, và cái độc tài bắt buộc phải có, vì độc tài mới thành công được. Đó là trong thương trường. Bị anh không độc tài, anh không thể nào thành công được. Đó là bắt buộc. Anh Dũng không sai. Thực sự, vì Hằng phân tích được, Hằng hiểu được các chỉ số tình cảm, hôn nhân, gia đình, Hằng hiểu được. Hằng đã làm bao nhiêu cuộc cách mạng với chính cái anh Dũng này. Đối thủ đáng gườm. Mà quý vị biết không, Hằng là mỗi người ngầm, kín đáo, nhưng không phần lém lĩnh đâu. Cực kỳ là lém lĩnh. Lém lĩnh kinh khủng. Nhưng mà để vượt qua được anh Dũng này là một nghệ thuật. Nếu không thì đã bỏ nhau lâu rồi. Thật đó quý vị. Tại vì sao? Một con người quá tài như anh Dũng không dễ gì bị khuất phục. Ảnh bao giờ cũng đúng hết. Hằng cũng đúng luôn. Vậy ai sai? Người nào cũng đúng hết. Vậy ai sai đây? Cho nên phải đấu. Tranh luận. Mà tranh luận miệng không chưa đủ đâu. Phải bằng công việc kìa. Cho nên nói thật với quý vị, Hằng tự hào lắm. Qua được cái đối thủ này là trưởng thành liền. Trưởng thành ngay và liền, chỉ trong một nốt nhạc trợ tôi sung sướng, ít nhất tôi cũng qua được mặt ông này. Bây giờ thường thường là ông người ta không có dễ gì mà nói tốt vợ mà trước mặt công chúng và khen vợ đâu. Cái lòng tự mãn của họ cao lắm. Và vợ thì bao giờ cũng phía sau lưng cái bóng. Và thậm chí là họ nghĩ là vợ rồi thì hết cửa rồi. Nhưng mà tôi là người vượt qua chính mình, và tôi phải nói cái gì đúng tôi mới nói, và tôi phải nể cái gì đúng tôi mới nể. Không thôi tôi cười khẩy là có chuyện khác đó. Thấy chứ lém lĩnh quá quý vị, ba gai lắm đó. Cái điều không nói ra thôi. Mà tôi nói trong đời tôi mà tôi qua được mặt ông Dũng là tôi sướng. Có ông Dũng đây tôi vẫn nói. Vì anh Dũng đã lớn hơn Hằng 12 tuổi, trưởng thành biết bao nhiêu thứ rồi. Nhưng mà phải cảm ơn anh Dũng đã cho Hằng những cung bậc cảm xúc đó. Phải cho Hằng lên bờ xuống ruộng thì Hằng mới biết Hằng quá phi thường. Phải quý vị? Vượt qua được những cái bình thường để mà đi đến cái phi thường. Bây giờ cái đại nam anh Dũng xây 10 năm, bao nhiêu nước mắt mồ hôi tiền công của đổ vô. Mà bây giờ anh Dũng tin tưởng giao cho Hằng, bây giờ Hằng không bao giờ sai. Hằng là một người cực kỳ tự trọng, không bao giờ được phép sai. Nếu mà sai tự xử luôn, không cần anh Dũng xử. Bản lĩnh không quý vị? Và toàn bộ nhân viên ở Đại Nam này tin cô, có cái gì cô là người chịu trách nhiệm đó. Cho nên là trách nhiệm của Hằng rất là nặng, vì Hằng là người có lòng tự trọng. Mọi thứ xảy ra Đại Nam này, tôi là người chịu trách nhiệm với anh Quỳnh Quý Dũng. Nhân viên tôi làm, tôi chịu. Bản lĩnh không? Cho nên tôi không được phép sai. Và xin thưa quý vị là mười mấy năm sống bên đời anh Dũng, tôi chưa một lần nào bị anh Dũng bắt tôi sai. Hay không quý vị?
chú Dũng xin nói với cái cháu gì mà nãy hỏi ở trên chỗ trên fanpage gì đó, thêm một câu qua chỗ cô Hằng trả lời rồi, con thấy chưa? Nhất là những cái chuyện ở trong gia đình đó, là cái công việc du lịch đó, giống như chuyện gia đình, thật sự tỉ mỉ từng cái ra cái gối đến cái vẻ đẹp đến này cái thứ đó, đàn ông mình đó. Ở đây có anh Út với anh Bé ha, anh Chính nào vậy, chắc anh em mình chịu thua cái đó, thật sự như thế. Cái gì mình đó, mình phải nhìn nhận vấn đề. Nên ở gia đình đó, mà nếu mà vợ đi vắng đó, chừng một tháng đó, tôi bảo đảm rằng vô cái nhà đó thì không biết cái gì để nói. Nhưng mà nếu mà đàn ông đi vắng đó, dù cho có một năm đi, cái nhà cũng rất là ngăn nóc, cái tính bề bộn mà. Nên đàn ông thường thường nghĩ những cái tính vĩ mô, những cái lớn, còn những cái mà tỉ mỉ, những cái nét đẹp tỉ mỉ trong cái nhà, cái gối để chỗ nào, như thế nào, nhà như thế nào, thì phải nói nên đó là khuyên cậu đó, đừng có dành của những cái việc đó của bà xã làm ở trong nhà là coi như vấn đề. Nếu mà dành làm hết mấy cái đó là coi chừng á, là dần dần á mình chuyển hệ, cái là coi chừng là sẽ đổ vỡ hạnh phúc của gia đình. Nên cái đó anh dành hết cho em. Nhưng mà quý vị thấy không, anh Dũng nói anh Dũng dành hết cho Hằng, nghĩa là anh Dũng giao hết trách nhiệm cho Hằng. Mà Hằng là một người cực kỳ tự trọng, cho nên là gánh vác nặng lắm quý vị. Và toàn bộ lợi nhuận có được đi mang cho xã hội. Đó là cái mà Hằng có thể rất là tự hào, rất là hạnh phúc khi mà mình được cống hiến thật sự vào sự nghiệp của anh Quỳnh Quý Dũng để mà đem được cho đời. Quý vị biết không, Hằng sống với anh Dũng mười mấy năm mà để anh Dũng bắt được một cái lỗi của Hằng thì không bắt ra. Cho nên cả cái xã hội này họ đã nhìn Hằng rất là sai. Đón non, đón già, đón tự đón, không biết cái gì cả Hằng cả, mà tìm một cái vết để bắt Hằng thì lại tìm không ra. Mười mấy năm đi bên đời anh Dũng, nhiều thứ để mà nói lắm, nhưng mà mình chỉ nói đây sơ sơ là bản thân Hằng vượt qua mọi cảm xúc là bởi vì Hằng là người tử tế và Hằng là người có thật, bằng da, bằng thịt, bằng những cái gì rất là có thật. Cho nên là không có mai một Hằng được. Hằng vượt qua mọi cảm xúc để đi đến cái ngày hôm nay, để mà có thể ngồi trước mặt quý vị để tự hào quý vị rằng Hằng không bao giờ làm gì sai cả. Hằng không sai. Và nếu mà không nói là Hằng là một người rất là chịu hy sinh cho người khác, ấm áp lắm, tình cảm lắm và thương mọi người lắm. Không có sai. Nếu mà Hằng sai mà Hằng nói trước công chúng như thế này, ngày mai bỗng dưng có một người nào tới chửi cô thế này cô thế kia thì chắc Hằng cũng không sống nổi. Cho nên là đối với anh Dũng Hằng không sai, và đối với tất cả mọi người trên cuộc đời này Hằng không sai. Thật sự có khi mình vô tình mình không vui lắm, hay là vô tình mình làm một cái điều gì đó có thể khiến người ta không vui, chứ không bao giờ có một cái chủ ý nào để làm tổn thương người khác hết. Và luôn luôn biết kiềm chế mình, mà nhất là chị em phụ nữ cái miệng rất là đẹp, thành ra phải nói những lời hay ý đẹp, đừng có nói những cái lời làm tổn thương người khác. Xong người ta nhìn mình, trời ơi, cái cô này kinh khủng quá, rất là mất điểm. Cho nên phụ nữ tụi mình phải hết sức là dễ thương, hết sức là tử tế, hết sức là ngọt ngào, hết sức là ấm áp. Bởi vì cái lời nói không có mất tiền mua, mình nói người ta vui được mình cũng rất là vui. Đây là một trong những cái bí quyết mà Hằng sống được với anh Dũng, và biết bao nhiêu người xung quanh Hằng không có giận Hằng được. Mà phải biết rằng Hằng rất chân tình. Đó là bí quyết nha chị em phụ nữ. Mình mà nói bậy nói bạ hay mình nói tổn thương người khác là mình bị mất điểm đó. Mà nhất là cái người chồng của mình, cái người mà yêu thương mình mà mình làm xúc phạm người ta, là người ta sẽ không có thương yêu mình nữa đâu. Cho nên phải nhớ tiết kiệm lời nói và phải nói những cái gì có thể để làm người khác vui lòng. Được không quý vị? Và thưa quý vị, xin cảm ơn lời chia sẻ của CEO Nguyễn Phương Hằng, của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, cũng như cảm ơn một câu hỏi rất thú vị và đã tạo nên cho chúng ta rất là nhiều cái điểm nhấn trong buổi talk show ngày hôm nay. Và bây giờ cho phép một phần kỹ thuật cho tôi được kết nối với lại phòng Vạn Xuân 2. Ở đó có một khán giả cũng đang muốn đặt câu hỏi cho CEO Nguyễn Phương Hằng, xin mời. Thưa quý vị, ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt tại khán phòng Vạn Xuân 2. Tiếp tục là câu hỏi của khán giả, thì bên cạnh tôi là anh Lê Minh Thiện có một câu hỏi rất là thú vị muốn gửi đến CEO Nguyễn Phương Hằng. Xin mời anh ạ. Dạ, kính chào CEO Nguyễn Phương Hằng và tất cả khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Sao? Con đi đâu nãy giờ? Đã trải qua 4 lần talk show thì và coi như
Chị đã chia sẻ rất nhiều về gia đình và phụ nữ và được rất nhiều người quan tâm. Đến với lần này thì em có câu hỏi là có những người, mỗi người đều có một bí mật riêng. Có những bí mật âm thầm theo họ đến suốt cuộc đời. Theo chị là vì sao? Có nên giải quyết những bí mật đó hay không? Hay là giữ chúng? Dạ, xin cảm ơn ạ. Câu hỏi này quá thú vị, phải không quý vị? Bí mật còn gọi là góc khuất. Có những cái câu chuyện mà nó đi theo cuộc đời mình. Mình nghĩ rằng mình nói ra nó không có tiện. Bây giờ Hằng nói một cái thí dụ cho quý vị nghe nha. Hằng đã gặp anh Dũng vào cái lúc thời điểm Hằng cũng ba mấy tuổi rồi. Nhưng mà quý vị biết không, chưa bao giờ anh Dũng hỏi Hằng đã từng yêu ai, đã từng thương ai và đã từng có bao nhiêu người đàn ông đeo đuổi. Anh Dũng cao thủ lắm quý vị. Mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau. Từ khi Hằng lấy anh Dũng đến bây giờ chưa bao giờ anh Dũng hỏi Hằng những cái chuyện riêng tư. Nhưng mà đặc biệt anh Dũng giữ Hằng rất giỏi. Cho nên á, có khi đó, có những cái mà anh Dũng anh, trong cuộc sống á, Hằng chỉ chia sẻ cho em phụ nữ thôi. Không có bắt buộc mình phải nói hết những cái chuyện riêng tư của mình cho cái người đàn ông của mình. Phải giữ làm bí mật. Và nếu như lỡ người đàn ông đó biết được, hỏi mình, thì nó không tiện để nói. Và nói nó không có giải quyết được chuyện gì, cho nên đó là bí mật của riêng mình. Giống như em hỏi là có những cái bí mật mà mình nên giấu, có những cái bí mật thật sự mình nên giấu. Không phải là mình giấu để hại cho ai hay là tổn thương đến ai. Nhưng sau 32 năm trải nghiệm, Hằng chỉ chia sẻ cho em phụ nữ một cái điều duy nhất và rất là quan trọng. Đừng bôi ruột gan mình cho người khác biết. Đôi khi lúc yêu nhau á, ôi nghe em nói anh thương em quá, anh cảm động quá. Nhưng khi không yêu nhau nữa rồi á, chính những cái điều đó đó giết chết mình lần nữa. Đau lắm. Thật đó. Cho nên cái gì của mình thì hãy giữ riêng làm tài sản của mình đi. Không được kể. Vì lúc yêu và lúc không yêu á, có một cái câu nói nó rất là bình dân, nó rẻ tiền lắm, nhưng mà Hằng thấy nó cũng có lý. Người ta nói là khi mà tình yêu hết hạn á, khốn nạn nó lên ngôi. Có đó quý vị. Có đó. Cho nên là chị em phụ nữ của tụi mình phải hết sức kín đáo. Mình không làm tổn thương người khác, nhưng đừng có tạo cơ hội cho người khác làm tổn thương mình. Quá khứ là quá khứ, tương lai và hiện tại mới là vấn đề. Kể hết, em đau khổ lắm, em quằn quại lắm. Rồi một ngày nào đó, chính cái người đó giết mình. Đau lắm, lại đau thêm lần nữa. Cho nên là những cái bí mật có thể mình giữ mang theo đến suốt cuộc đời. Và có những cái bí mật mình phải cần giải thoát. Nó không đáng thì mình giải thoát. Thật sự mà nói, chị em phụ nữ của tụi mình á, không qua được người đàn ông đâu. Cho nên mình phải lý trí. Mình lý trí để bảo vệ bản thân mình, bảo vệ hạnh phúc của mình, bảo vệ cái quyền lợi của mình. Không hại ai hết. Quá khứ là quá khứ, tương lai và hiện tại mới là vấn đề. Cho nên đó là đừng có nghĩ rằng là em nói cho anh nghe để anh thương hại em, hay là anh nói cho em nói cho anh nghe để rồi anh đồng cảm với em. Đồng ý lúc đó đồng cảm, lúc đó thương lắm, tội nghiệp lắm. Nhưng mà khi đụng chuyện đi thì tình yêu hết hạn, khốn nạn lên ngôi liền. Đó là sự thật. Nghe nó quá bình dân, nó phủ phàng. Nhưng mà chính mình là cặp đưa dao cho người khác đâm chết đó. Cho nên là trong cuộc sống á, mình vừa phải vừa đủ để quyến rũ người khác, vừa phải vừa đủ để hạnh phúc với người khác. Còn những cái chuyện đó đi qua rồi thì thôi, cho nó vào quá khứ đi. Ở một góc khuất nào đó mình giấu nó đi. Không ảnh hưởng ai hết. Cũng nên có những cái bí mật của riêng mình. Và Hằng chia sẻ thêm một cái nữa. Có một cái em nó hỏi Hằng là: chị Hằng, tại sao phụ nữ mà sau khi ly hôn á, thì bản thân họ là thiếu tự tin,
họ mặc cảm ghê lắm, họ nghĩ giống như họ có một cái vết thẹo để mà bước vào cái cuộc hôn nhân thứ hai á, họ rụt rè, họ e dè và họ cảm thấy là giống như là mình có lỗi á. Nhưng mà không phải đâu nha, mình có sự trải nghiệm, mình phải tăng thêm 10% giá trị nữa, 10% giá trị. Vì sao? Tôi được trải nghiệm, tôi được trải nghiệm cuộc hôn nhân đầu thì cuộc hôn nhân sau tôi sống tốt hơn, tôi tử tế hơn. Tại sao lại mặc cảm? Không hề, xin thưa là không hề mặc cảm. Mà tôi sống như thế nào, cái hiện tại mới là quan trọng. Tại sao nghĩ là một vết thẹo, một vết thương lòng, tôi không phù hợp người này, tôi phù hợp người kia, tôi không cùng tần số như người này, tôi cùng tần số như người kia, chuyện nó quá bình thường, tại sao phải mặc cảm? Vậy đàn ông họ trăng hoa bao nhiêu, có mặc cảm không? Tại sao mình đi tự hạ giá mình xuống để làm gì? Mình không tự nâng mình lên. Tôi có trải nghiệm, tôi có kinh nghiệm trong cuộc sống, lập tức tôi được giá trị tăng lên. Cho nên là những cái chị em phụ nữ mà ít hiểu biết á, họ bao giờ họ cũng nghĩ là sau khi ly hôn á, là họ có một vết thương lòng, họ có một cái vết sẹo, rồi họ sợ ly hôn, họ sợ là đàn ông coi thường, sợ gia đình chồng coi thường, sợ chồng coi thường, sợ bạn bè chồng coi thường. Sai bét. Tôi tự hào vì tôi trải nghiệm. Cái quan trọng là anh có yêu tôi hay không, anh có dám sống vợ chồng với tôi hay không. Đó mới là phụ nữ mạnh mẽ và phải thương lấy mình. Không thể nào mà sau một lần ly hôn là mình nghĩ là mình có vết thẹo, mình bước tới nửa rọc rè. Không có đâu nha mấy chị. Bản lĩnh lên, tự tin lên, phải thương mình trước đã, rồi mấy ông mới thương mình. Nhiều khi á, ba gai chút xíu á, mà khiến cho mấy ông yêu thương mình, lụy là chết. Không lụy. Thật sự luôn, tôi nói rất nghiêm túc. Quý vị thấy không, tới giờ phút này tôi vẫn kiêu hãnh với anh Dũng. Giá cao lắm đó quý vị. Thanh lý không có được đâu, tiêu thụ còn tốn tiền nhiều nữa. Cho nên là phải tự tin, tự hào là mình bao giờ cũng là giá trị thật. Thật sự, giải thoát. Giải thoát cái suy nghĩ mà sau khi ly hôn rồi tôi rụt rè, tôi sợ gia đình chồng coi thường, tôi đã từng có chồng, bạn bè ảnh biết tôi đã từng ly hôn. Không có đâu quý vị. Tự hào vì tôi đã trải nghiệm. Tôi trải nghiệm cái này thì tôi sống với anh mới tốt được. Tôi không có trải nghiệm, tôi về anh đang đủ. Đó, cho nên là giá trị gia tăng 10% chỗ đó đó. Đồng tình không? Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi và cũng sẽ là câu hỏi của vị khán giả cuối cùng ngày hôm nay. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên kết với phòng bạn Xuân 2 của vị khán giả tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, liên tục phần câu hỏi của khán giả cũng tại khán phòng Vàng Xuân 2. Có một khán giả đã chờ đợi rất là lâu rồi, chỉ để muốn CEO Nguyễn Phương Hằng chia sẻ một vài điều sau. Xin mời anh ạ. Dạ, trước hết xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi được đặt câu hỏi. Và lời đầu tiên thì xin chúc anh chị nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đến hôm nay thì em chuẩn bị rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà chắc là thời gian nó không còn nhiều. Thì em xin hỏi chị một câu như thế này. Chị có bao giờ nhìn lại quá khứ của mình không? Và mỗi lần nhìn lại thì chị đã đúc kết ra được điều gì cho hiện tại? Dạ, xin cảm ơn chị. Câu hỏi thật là thú vị. Xin mọi người dành một tràng pháo tay thật là lớn cho câu hỏi này. Quá khứ nuôi tôi sống đó quý vị. Tôi chưa bao giờ quay lưng với quá khứ. Thật sự. Bởi vì không ai chọn nơi mình sinh ra và cũng không ai chọn được cái chết hết. Tôi là một người phụ nữ có một cái tuổi thơ không có đẹp đẽ gì, không có hạnh phúc gì. Nhưng tôi chưa bao giờ tôi quên cái điều đó là bởi vì sao? Tôi phải nhớ cái quá khứ đó để tôi tự hào là tôi đang có một cái tương lai tốt đẹp. Chính cái quá khứ đó mà khiến tôi phải nỗ lực từng ngày từng giờ để tôi sinh tồn. Vì tôi biết rằng cái sự hiện diện của tôi trên cõi đời này nó có giá trị thật sự. Vì khi tôi xuống tận cùng bằng khổ đau, xuống tận hoang mồ của khổ đau, tôi vẫn muốn biết cái khổ đau cuối cùng nó là cái gì. Cho nên tôi luôn luôn nhớ những quá khứ để tôi sống cái hiện tại tốt đẹp hơn. Và tôi chưa bao giờ oán trách quá khứ. Tôi đã chọn nơi nào để sinh ra. Tôi chưa bao giờ buồn phiền quá khứ, bởi vì tôi không làm ra quá khứ. Nhưng quá khứ
giúp cho tôi thành đạt có ngày hôm nay, giúp cho tôi sống tử tế hơn, biết yêu thương nhiều hơn, biết sống ấm áp hơn với tất cả mọi người. Bởi vì sao? Cái quá khứ của tôi không ai tử tế tôi hết, không ai thương tôi hết, không ai ngọt ngào với tôi hết, và cũng không ai giúp đỡ tôi hết. Nhưng tôi đi qua được những cái quá khứ đau khổ đó rồi, tôi lại sống tử tế hơn, tôi sống ngọt ngào hơn, ấm áp hơn, và tôi đem cả cái tim mình cho mọi người. Quá khứ nuôi tôi lớn, quá khứ giúp tôi trưởng thành. Cho nên đừng bao giờ mà quên đi quá khứ. Có những cái quá khứ nó đau buồn, mình cần phải quên đi, nhưng có những cái quá khứ mình phải luôn nhớ để mình sống. Sống thật là tử tế, sống thật là xứng đáng, làm một con người xứng đáng sống. Cho nên là giữa quá khứ và hiện tại, ăn thua là do mình biết xử lý. Quá khứ nuôi tôi lớn. Đây là tôi là một trong những cái trải nghiệm thật sự. Quý vị có biết không, khi tôi có một cái tuổi thơ rất là đau khổ, rất là buồn, rất là tủi, nhưng đó là những cái quá khứ đó nuôi tôi sống đến ngày hôm nay để tôi được tử tế hơn. Tôi phải cảm ơn quá khứ, cảm ơn cả những nghịch cảnh của cuộc đời. Đó là những cái đòn bẩy bẩy tôi lên đến ngày hôm nay để tôi được sống tử tế hơn, để tôi ngẩng mặt với đời là tôi đây làm được nhiều điều tốt cho đời. Tôi không hại ai, tôi không lừa dối ai, tôi không làm điều gì mất đức với ai hết. Đó là một trong những cái quá khứ, là một trong những cái đòn bẩy bẩy tôi lên rất cao. Tại sao người ta làm thì tôi đau khổ mà tôi lại yêu thương người ta? Tôi không trả thù đi. Sao tôi không làm điều gì để thỏa lòng thỏa dạ tôi đi? Tới hôm nay tôi có tất cả mọi thứ, tôi không cao ngạo đi. Nếu tôi cao ngạo không phải là tôi. Chính quá khứ là một trong những cái đòn bẩy bẩy tôi lên tới hôm nay, thành biến tôi thành một người phụ nữ biết yêu thương, biết cho đi, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết cả nỗi đau khổ của người khác. Quá khứ giúp tôi rất là nhiều. Cho nên á, trong cuộc sống á, đừng có quay lưng với quá khứ. Đa số tất cả những người phụ nữ thành đạt á, che đậy quá khứ, vùi lấp quá khứ, và kể cả không muốn cho ai biết quá khứ của mình như thế nào. Nhưng tôi nói rõ ràng là không ai chọn nơi mình sinh ra, không ai chọn cho mình một cái chết cả, và không ai chọn cho mình một cái lối đi riêng nào hết. Tất cả sinh ra trên đời này đều có mang theo các lập trình, và khi mình đi theo cái lập trình đó mình sống và mình trưởng thành. Nhưng khi tất cả những cái sự cố xảy ra trong đời mình phải biết xoay chuyển làm sao cho nó ổn với cuộc sống của mình. Chứ còn không ai chọn cho mình cả. Tôi đã nói rằng duyên nợ phận, tình duyên, tình yêu, tình thương, tình yêu, tiền và cảm xúc là một trong những cái nó làm cho mình khốn khổ, khốn nạn, kinh khủng lắm. Sống đảo điên giữa cuộc đời này. Cho nên là tôi nói trả lời với em rằng quá khứ đã giúp cho cô trưởng thành rất nhiều. Và quá khứ đã giúp cho cô có ngày hôm nay để cô sống tử tế hơn, ấm áp hơn, ngọt ngào hơn. Chứ quá khứ không giết chết cô, bởi vì cái nỗ lực của cô rất là lớn. Và đặc biệt là trong mọi hoàn cảnh, tôi rất là bình tĩnh. Dù cho sóng gió cỡ nào, tôi rất là bình tĩnh nha quý vị. Chưa bao giờ tôi hối hả, chưa bao giờ tôi trốn chạy. Và tôi tìm cách tôi lặn xuống thật sâu. Mà sau khi tôi trồi lên thì biết tôi là ai. Tôi không trả thù, nhưng tôi phải thành công là một sự trả thù lịch sự nhất, văn hóa nhất. Phải không quý vị? Cho nên một lần nữa tôi nói, ai cũng có những quá khứ đau buồn, ai cũng có những góc khuất riêng, ai cũng có những nỗi sầu riêng, những cái riêng tư của mình. Nhưng mà mình phải cân nhắc xem nó phù hợp hay không. Nếu nó không phù hợp, cho nó vô quá khứ, ngủ yên. Còn nó phù hợp, đem ra xài tiếp. Cho nên quý vị biết không, 30 mấy năm một mình tôi bơ vơ giữa cuộc đời này, không có một tình thương nào hết. Tôi phải tự thương lấy tôi. Tôi phải tự vượt lên tất cả mọi thứ, vượt lên sỉ nhục, cả vinh cả nhục. Mà nơi đây Đại Nam là một trong những cái mà tôi muôn muôn kiếp không bao giờ quên được. Cung bậc cảm xúc ở đây rất là nhiều. Yêu thương có, hận thù có, đau đớn có, quằn quại có, vinh nhục có, đủ hết. Nhưng tôi rất tự hào là bởi vì bản thân tôi không có quyền lựa chọn. Nhưng tôi phải làm gì để tôi tồn tại? Đó là tôi dùng cái đức của mình, cái tâm của mình trong sáng thì mình sẽ tồn tại. Còn nếu tôi không tốt, tôi không trong sáng, tự tôi hủy diệt tôi, không cần tới người khác hủy diệt tôi. Cho nên tôi nói với tất cả mọi người, quý vị ở đây biết, tôi đã vượt lên sự sỉ nhục. Từ khi tôi bước chân lên làm vợ của ông Dũng là tôi đã phải biết vượt qua sự sỉ nhục rồi, tôi đã phải nuốt hết đau khổ rồi. Nhưng ngày hôm nay, mười mấy năm không nhiều nhưng không ít,
để minh chứng cho một người đàn bà như tôi. Tôi ngồi đây, tôi vẫn đây, tôi chưa làm điều gì sai cả, tôi chưa làm tổn hại tới ai cả. Tôi chấp cánh cho anh Dũng để đóng góp cho đời. Thì tôi có quyền tự thấy mình xứng đáng. Còn ai thương ai ghét đó là cảm xúc của họ. Cho nên tất cả mọi người yêu mến tôi, tôi rất là biết ơn và tôi luôn hứa với lòng là nếu Đại Nam còn, Quỹ Hằng Hữu còn, sẽ mãi mãi còn. Những cái trẻ em nghèo khổ trong cả cái đất nước Việt Nam này sẽ còn được cứu chữa nữa. Đó là lời tuyên bố thật sự. Nếu Đại Nam còn, Quỹ Hằng Hữu còn. Được không quý vị? Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của CEO Nguyễn Phương Hằng và xin cảm ơn câu hỏi rất ý nghĩa vừa rồi. Thưa quý vị, một thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là ngay khi công bố chủ đề của Talk Show lần thứ 5 này thì lượt xem của chương trình Talk Show lần 1 Người Đi Qua Sóng Gió đã tăng đột biến từ 80.000 lượt xem lên hơn 130.000 lượt xem. Và chúng tôi rất hy vọng là những quý vị khán giả trung thành với dự án Talk Show của CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ tiếp tục ủng hộ cho diễn giả của chúng tôi thực hiện tiếp những chủ đề. Và thưa quý vị, nếu như chủ đề lần 1, lần 2, lần 3 và lần 4 là những câu chuyện là trải nghiệm thực của CEO Nguyễn Phương Hằng thì có thể nói chủ đề tình, tiền và cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay là một vấn đề rộng hơn, đến với nhiều đối tượng hơn cũng như đụng chạm đến rất nhiều vấn đề khác trong xã hội. Và cũng giống như tất cả những lần talk show khác, chúng tôi muốn hỏi một câu cuối cùng dành cho CEO Nguyễn Phương Hằng, đó là sau talk show lần này thì bà lại tiếp tục tạo dựng lên một giá trị gửi gắm cho tất cả các chị em phụ nữ cũng như tất cả những người tham dự. Vậy thì đại ý chính nhất, nội dung chính nhất của lần này bà muốn nhắn gửi cho tất cả mọi người là gì? Thật sự ra quý vị biết không, để bùng nổ một cái cảm xúc rất là khó. Phải có những cái đòn bẩy bẩy mình mới có cảm xúc thật. Ngồi trước khán giả quý vị mà nói chuyện là không phải là chuyện dễ đâu. Mà nói vo như Hằng là phải nói thật, siêu thật. Phải nói thật những cái cung bậc cảm xúc của đời mình. Và chắc chắn là Hằng không thuộc cái mô típ nào hết. Không có kịch bản, không có bởi một cái lý do nào của người khác để mà đem vào cái cuộc đời của mình hết. Đó là một trong những cái mà Hằng bùng nổ cảm xúc. Và phải trải qua rất nhiều điều khổ đau trong cuộc sống mới có được cảm xúc thật. Không phải dễ mà ai có được cảm xúc. Và Hằng mong muốn rằng là nhiều khi trong cuộc đời có những cái nhà thơ chỉ làm được một bài thơ không làm được nữa. Sáng tác được một bài nhạc sẽ không sáng tác được nữa. Và kể cả Hằng, có thể là Hằng nói hôm nay và Hằng sẽ không nói được nữa. Nhưng nếu vẫn còn cơ hội để bùng nổ, còn cơ hội để có nhiều cảm xúc để gửi đến tất cả những quý vị và những trải nghiệm trong cuộc sống và những cái giải pháp để giải thoát cho cuộc đời mình, Hằng rất là muốn chia sẻ với tất cả chị em phụ nữ và những người yêu mến Hằng. Giống như em hỏi cô một câu là mong muốn mang đến điều gì? Hằng chỉ mong muốn rằng nói đến tất cả quý vị rằng cuộc đời chúng ta ngắn lắm, nó vô thường lắm. Và đặc biệt một điều là không có một Thượng Đế và Trời Phật đã sinh mình ra trong cuộc đời này, không ai chết vì chết đói cả. Cho nên mình phải sống như thật là tử tế, nghèo giàu nó là số phận và là sự nỗ lực của mình. Hãy giữ lấy bản thân mình, sống cho hết sức có đạo đức, hết sức là tử tế, hết sức là ấm áp. Đừng làm những cái điều gì nguy hại tới bản thân mình, nguy hại tới những người thân yêu của mình. Mình sẽ trả giá và hệ lụy rất là khôn lường. Cho nên hãy tỉnh táo sống trong mọi hoàn cảnh, tình tiền, thất tình hay hết tiền hay là phá sản hay tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc đời mình. Hãy xem nó là một sự trải nghiệm. Và mình phải luôn giữ lấy chính bản thân mình, vượt qua mọi thứ, tận cùng của khổ đau. Bởi vì mình sinh ra mình không có đem theo đồng bạc nào hết, mình chết cũng không đem theo đồng nào. Cho nên đừng vì cái gì hết mà mình bán rẻ bản thân mình, mà mình phải đánh đổi cả cuộc đời mình vì một cái gì hết. Mình sẽ là người khổ đau nhất, nhất là chị em phụ nữ. Bởi vì Hằng mới có một cái ý tưởng là cái quỹ hoàn lương. Hằng nói phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Phụ nữ là cái rúng của vũ trụ, giống như anh Dũng nói, mà cái rúng này là ông nào cũng đi kiếm cái rúng hết. Thấy không? Cho nên là phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, mà làm chi những cái điều mà phải vô tù, vô tội ở. Trời ơi, Hằng đau lòng, Hằng nghe mà Hằng chạm cả tim mình. Cho nên Hằng muốn gửi tới tất cả những phụ nữ, hãy hết sức bình tĩnh sống, dù tình, dù tiền, dù bất cứ hoàn cảnh nào, phải giữ lấy đạo đức của mình và không bao giờ làm cái gì sai lầm, để rồi mình sẽ là người trả giá. Thí dụ Hằng nói một cái chị nào đó vi phạm pháp luật đi vô tù, chồng ở ngoài, con ở ngoài. Trời ơi, bản thân mình chịu đựng thật là đau khổ. Không, nghèo không chết, nhưng phải vi phạm là chết. Nó chết cả cuộc đời mình. Cho nên phải hết sức là bình tĩnh, bình tâm để mà sống. Sống làm sao đúng pháp luật và đừng bao giờ làm điều gì để bản thân mình phải trả giá. Thật là đau khổ. Cho nên tình tiền
Nó chỉ là phương tiện trong cuộc sống. Nếu mà mình xét ra cho tận cùng, nó chỉ là những cái cảm xúc của đời thường để sống thôi. Vì không ai chết đói vì không có tiền. Và đừng vì những cái cảm xúc đó mà mình thiêu chột cuộc đời mình, mà mình phải đánh đổi để mà mình phải trả giá thì thật là đau khổ. Cho nên Hằng chỉ muốn chia sẻ với tất cả chị em phụ nữ, khi tình nó đến thì mình hạnh phúc, mà lỡ tình nó đi thì mình cứ tiễn. Không, giống như có một cái bài hát nào mà Hằng nghe một cái anh ảnh hát á, nếu từ giả thuyền rồi anh còn nhiều chỗ nữa, mà nếu phải cách xa em anh còn nhiều chỗ nữa, thì bây giờ nếu phải cách xa anh thì em cũng còn nhiều chỗ nữa, đâu có phải là phải đi chết vì tình, mà cũng đâu có phải là vì tiền mà mình phải đảo điên mình đi làm những cái chuyện mà lừa dối, hay mình làm mọi thứ để mình đạt được tiền. Cho nên cuộc sống mình phải sòng phẳng, cho mình hãy nhớ rằng mình chỉ có một cuộc đời để sống, và cuộc đời rất là ngắn, nó vô thường lắm. Thì chia cho bằng là mình thương mình đi cái đã, rồi mình thương những đứa con của mình. Chồng mình tử tế thì mình thương mình yêu, nếu chồng mình bỏ mình không thương mình nữa thì thôi. Thật sự luôn. Cho nên là nói gì nói, trong bất cứ một cái thời đại nào phụ nữ cũng luôn thiệt thòi. Ở đây tôi không có cổ suý cho những cái chuyện mà nổi loạn đó ha, nhưng mà phải tỉnh táo để sống, phải nhớ là như vậy. Cho nên hình như là mấy anh nghe mấy anh không thích tôi lắm đâu, nhưng mà thôi, phụ nữ tụi tôi tự yêu thương nhau, được không? Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến gần hơn với CEO Nguyễn Phương Hằng, cũng như đến với những cuộc trò chuyện thân mật hơn, thì ngay tại thời điểm giải lao lúc nãy, lúc mà quý vị đang dùng T-Rex và trà, thì tôi nhận được một thông tin là đội ngũ anh em ekip của công ty cổ phần Đại Nam, đặc biệt là phòng truyền hình cũng như ekip thực hiện talk show ngày hôm nay, với cái câu hỏi lúc nãy, câu hỏi đầu chương trình thì cô Hằng có chia sẻ là có rất nhiều người nhận định cô là một người rất gớm. Thì bản thân tôi là một MC và đã có được cô chia sẻ khá là nhiều, và tôi đã thay diễn giả của mình trả lời câu hỏi ấy. Và bây giờ chính là một cái phần quà anh em đã nói với nhau rằng nói không thì sẽ không có bằng chứng. Cho nên ngay ở tại thời điểm lúc nãy rất nóng, đó là các anh em tại phòng truyền hình đã dựng ngay một đoạn clip minh họa cho những thành tựu mà CEO Nguyễn Phương Hằng đã làm được, cũng như muốn cùng với tôi chứng minh cô gớm đến mức nào. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn ảnh, cũng như xin mời CEO Nguyễn Phương Hằng hãy theo dõi một đoạn clip để chúng ta nói có sách, mách có chứng, xem CEO của chúng ta gớm như thế nào. Xin mời quý vị. Quá gớm đấy quý vị. Và xin mời CEO Nguyễn Phương Hằng chúng ta bước ra để nhìn thật rõ những thành tựu mà mình đã đạt được trong thời gian vừa qua. Và thưa quý vị, sau đây tôi sẽ một lần nữa trả lời lại CEO Nguyễn Phương Hằng gớm như thế nào ạ. Xin mời bộ phận truyền hình trình bày cái sản phẩm đã làm gấp, làm vội trong buổi talk show ngày hôm nay như là một phần quà dành tặng cho diễn giả của chúng ta. Xin mời. Quý vị thấy em xinh đẹp không mà xã hội nó bảo là em gớm? Chúng ta chờ đợi bộ phận kỹ thuật một chút ạ. Tự làm hả? Dạ. Tức là khi nãy khi trả lời cho câu hỏi là tại sao CEO Nguyễn Phương Hằng là một người rất là gớm, thì MC đã đại diện trả lời, nhưng các anh trong ekip nói là nói thì phải có sách, mách có chứng, cho nên các anh đã dựng ngay một đoạn clip và để minh họa. Thật sự cho... là Hằng gớm hơn người ta nghĩ nhiều lắm đó quý vị. Rất gớm đó. Dựng mới đây thôi. Dạ, dựng liền trong buổi talk show ngày hôm nay. Và trước khi đến với đoạn clip này cho các anh chuẩn bị, thì đại diện công ty cổ phần Đại Nam, các phó tổng giám đốc cũng có một bó hoa tươi thắm gửi tặng cho diễn giả chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời anh Đỗ Tiến Dũng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, chú Nguyễn Khắc Định, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, cũng như ông Võ. Đẹp, đẹp. Xin mời quý vị, chúng ta đừng nôn nóng, chúng ta hãy cùng chờ đợi sản phẩm được làm gấp trong buổi talk show ngày hôm nay của đội ngũ ekip. Thưa quý vị, sau talk show ngày hôm nay thì tất cả những hình ảnh, những chia sẻ của CEO Nguyễn Phương Hằng, diễn giả chính, cũng sẽ được lưu giữ trên kênh YouTube của Đại Nam, cũng như là trên kênh fanpage của CEO Nguyễn Phương Hằng, trên fanpage của Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao. Quý vị hoàn toàn có thể xem lại những chia sẻ này. Bộ phận kỹ thuật ok chưa ạ? Còn đang xuất làm xuất gấp quá. Dạ. Ở đây tất cả quý vị có
có cổ vũ Hằng để mà làm một cái chương trình talk show 6 không ạ? À? Vậy thì Hằng sẽ hẹn quý vị một ngày gần nhất để mà tổ chức một cái chương trình talk show 6. Nếu mà nói được những điều mà đem lại hạnh phúc cho quý vị, kinh nghiệm, chia sẻ thì Hằng đây cũng rất là hạnh phúc. Hằng sẽ tổ chức một cái chương trình nữa vào khoảng tháng 12 ha. Tháng 12. Và thưa quý vị, bây giờ thì đúng như phần quà của các anh trong đội ngũ ekip dành tặng cho diễn giả chính cũng như cho tất cả quý vị để trả lời cho câu hỏi CEO Nguyễn Phương Hằng gớm như thế nào, chúng tôi xin mời ạ. Những điều mà CEO Nguyễn Phương Hằng làm được. Mở cửa khu du lịch Đại Nam. Đây chính là công trình Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao mà quý vị đang nhìn thấy trên màn ảnh, nhìn từ góc quay flycam, gồm khu phức hợp trò chơi, khu đền thờ, và đây chính là hệ thống 7 cổng chào bằng container được lên ý tưởng từ CEO Nguyễn Phương Hằng và được thiết kế trong vòng 6 tháng. Còn đây là phố đi bộ được khánh thành vào năm 2018, tổ chức rất nhiều những sự kiện lớn tại đây. Đây là hệ thống cổng chào bằng container thưa quý vị. Còn đây là trường đua Đại Nam, công trình thể thao ghi ấn mạnh mẽ năm 2017, tổ chức rất nhiều những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế. Đây là giải boxing cũng được đứng ra trưởng ban tổ chức bởi CEO Nguyễn Phương Hằng, là một môn thể thao rất mới tại Việt Nam. Và đây chính là những sự kiện thể thao được diễn ra tại trường đua Đại Nam. Những sự kiện trải nghiệm ô tô, và đây là những suất thi đấu biểu diễn hàng tuần với 4 hệ xe khác nhau, gồm có cả hệ xe go-kart, một trong những hệ xe hàng đầu trên thế giới. Và đây là môn thể thao được đầu tư nghiêm túc nhất tại trường đua, môn thể thao flyball. Còn đây thưa quý vị, bắt đầu từ năm 2019 thì Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu sẽ thực hiện tiếp chương trình mổ úng thủy não cho trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam song song với chương trình mổ tim bẩm sinh đã thực hiện trước đó. Đây sẽ là phương châm hoạt động của toàn bộ công ty cổ phần Đại Nam đến năm 2030, từ 100% toàn bộ lợi nhuận. Đây là chuyến viếng thăm của CEO Nguyễn Phương Hằng cùng với doanh nhân Huỳnh Uy Dũng. Đây là hình ảnh của tất cả các bé đã được điều trị và cứu sống trong suốt từ năm 2014 đến năm 2019 và sẽ còn tiếp tục đến năm 2030. Và vừa rồi đó là một lễ ký kết về điều trị mổ úng thủy não của CEO Nguyễn Phương Hằng với Bệnh viện Nhi Đồng thành phố cách đây khoảng một tháng. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng ta còn trở thành một trong những diễn giả truyền động lực cho phụ nữ cũng như các đối tượng khác. Với 4 lần tổ chức talk show, 2 lần Người đi qua sóng gió, 1 lần Con đường hạnh phúc, 1 lần Vì tôi hiểu và 1 lần talk show vừa diễn ra ngay tại đêm ngày hôm nay, đó chính là talk show Tình tiền và cảm xúc. Và trên ảnh của chúng ta là tóm gọn những hình ảnh đẹp nhất trong tất cả những lần talk show trước đó cũng như những chia sẻ tạo được ấn tượng. Và trong mỗi lần diễn ra talk show thì CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng ta sẽ đều có một thông điệp truyền tải đến phụ nữ cũng như tất cả các quý vị tham gia. Đây là talk show lần thứ 4 Vì tôi hiểu diễn ra vào đúng kỷ niệm ngày cưới của CEO Nguyễn Phương Hằng cùng với doanh nhân Huỳnh Uy Dũng. Và có một điều rất gớm đối với CEO Nguyễn Phương Hằng như tôi đã thông tin đến quý vị, đó là không chỉ cống hiến những giá trị ngày ngày cho cộng đồng, cho mọi người cũng như là cho sự cống hiến của công ty cổ phần Đại Nam, mà CEO Nguyễn Phương Hằng còn trở thành diễn giả tạo được tiếng vang cho rất nhiều những tổ chức từ thiện khác, đặc biệt là talk show Vì sao tôi theo Đạo Phật vừa diễn ra vào khoảng tháng trước tại Chùa Giác Ngộ. Và sau tất cả những thành quả thì CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ tiếp tục cống hiến mình cho Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao, cho Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu, cũng như sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và có thể nói một trong những thành tựu mà CEO Nguyễn Phương Hằng luôn đạt được đó chính là luôn khiến bản thân của mình đẹp hơn mỗi ngày, tự tin hơn mỗi ngày và chia sẻ nhiều hơn mỗi ngày. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một tấm ảnh được chuẩn bị bởi phòng truyền hình của ekip của chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho CEO Nguyễn Phương Hằng. Đây chính là một tấm ảnh minh chứng là sẽ gớm ở chỗ là sẽ ngày càng đẹp và sẽ ngày càng gửi gắm những giá trị tốt hơn cho cộng đồng. Xin cảm ơn. Hằng xin cảm ơn tất cả quý vị du khách. Quý vị thân mến, bạn bè cũng như là nhân viên công ty cổ phần Đại Nam đã dành thời gian để mà nghe Hằng chia sẻ. Hằng rất là cảm ơn và Hằng luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Xin chúc cho tất cả mọi người được bình an trong tâm hồn và bình an trong cuộc sống, luôn gặp những điều thú vị nhất và sẽ có những trải nghiệm trong cuộc sống hết sức là thú vị. Một lần nữa Hằng xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe.